bạn thích mấy trò chơi khăm điên loạn không? Hãy lấy món gì đó ngọt và cho thêm gia vị bất ngờ vào nhé. Tabasco và marshmallow à? Tớ sẽ không bao giờ thử cái này đâu. Sắp vui như Tết rồi đấy. Hả? Cậu định uống nước với tương ớt sao hả? Bella! Đĩa này của mình. Không biết ai sẽ ăn hết trước nhỉ? Bắt đầu ngay nào. Khoan đã. Mồm mình có mùi tương ớt. Đúng là đồ ngốc. Tốt hơn hẳn. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Miệng tớ cháy mất. Nước, ngay. Gậy ông đập lưng ông. Những quả trứng hết sảy ấy kìa. Chắc bên trong có sô-cô-la nhở. Xem thử nào. Lại là trứng. Wow, nhìn ổn áp quá. Thích thật đấy. Tớ thích sô-cô-la hơn. Nhưng mà... Để xem cậu có thể ăn được bao nhiêu quả trứng nào. Tớ chả biết nữa. Sợ cái gì, bắt đầu thôi. Ok, chấp nhận thử thách luôn. Go. Wow, cậu ấy ăn dã man dợ luôn. Phải cố lên mới được. Thêm trứng, đã ghê. Sắp hết giờ mất rồi, nhanh nào. Còn vài quả thôi. Thồn cả vào cho nhanh này. Đã xong. Mình thắng chắc rồi. Ủa alo, ăn hết rồi à? Bất công quá. Cái gì? Cậu ổn không gái? Nhìn cậu hơi khác khác. Không biết lần này là cái gì ta? Alo, có ai bên trong không? Tụi mình mở và xem bên trong có gì đi. Ngầu quá, máy bay đồ chơi này. Bùm chiu. Của tớ cũng thế nè. Ui, vui ơi là vui. Cẩn thận đấy. Cậu hầm thế không biết. Khoan đã, cái gì đây? Thích ghê. Món này ngon tuyệt cú mèo luôn. Khoan, có gì để xem sai. Sarah ơi, cậu ấy đâu rồi? Dưới này nè. Kìa, Sarah. Nhìn này, tớ bé xíu luôn. Là trời. Tớ có ý này nè. Tớ muốn làm phi công, cậu ném máy bay đi. Ok, chuẩn bị cất cánh này. Trong 3, 2, 1. Wow, cậu ấy bay thật kìa. Và vẫn đang bay luôn. Hả? Xin chào trái đất, tôi đến trong hòa bình. Và tôi có quà cho bạn. Nè, tớ không cần đâu. Nhận đi, không phải bẫy đâu. Tôi sẽ không bắt cóc hay làm gì cậu. Hứa đấy. Rồi rồi, kỳ cục kẹo thật. Giờ tôi phải trở lại tàu đây. Hôm nay toàn mấy trò lạ lùng ấy. Chắc mình phải mở món quà nhở. Xin đừng là mấy thứ kỳ dị nha. Cưng xỉu luôn. Sarah, nhìn lộng lẫy quá đi. Có lời nhắn nè. Tớ chúc phúc cho cậu nha, Sarah. Xứng đôi ghê. Giáng sinh mà không có bánh kẹo thì chán lắm đấy. Đâu là cách để lén mang đồ ngọt vào tiệc và tránh bị liệt vào danh sách hư mà bạn thích nhất vậy? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé. Nhớ lan tỏa niềm vui của mùa lễ hội bằng cách gửi video này cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh của tụi tớ để xem thêm nhiều video đỉnh cao như vậy nhé. Đừng đổ nha, đừng mà. Túi thứ hai. Cứ như là tập thể dục đó trời. Này, cậu mới đi mua đồ à? Cái này nhìn ngon nè. Cậu có duyên chết liền luôn đó. Tay bê mấy cái này muốn gãy luôn. Cậu ấy phải trả giá.
xem nào. Sốt mayonnaise này sẽ hữu dụng lắm đây. Rất hữu dụng luôn. Mở một hộp sữa chua, múc một muỗng ra để chừa chỗ cho mayonnaise. Đúng rồi, cứ xịt vào đó đi. Giờ dán hũ lại nè. Thứ này sẽ giúp cậu ấy biết trân trọng mình hơn. Cậu ấy quay lại kìa. Ba nha, đến lúc ăn vặt rồi. Vị này có vẻ ngon đấy. Phải ăn một muỗng to mới được. Hình như hộp sữa chua này bị hỏng rồi. Cậu đầu độc tớ phải không? Tớ sẽ ôm mắt. Đáng đời. Uầy, chỗ này đỉnh quá đi. Em có nghĩ như anh đang nghĩ không? Oh yeah, bắt đầu quậy cùng kẹo bánh thôi. Cái thảm này chả thoải mái tí nào ấy. Có ghế thì thích hơn nhở? Yeah, nhưng làm như cậu được ước thấy ý. Khó chịu dã man luôn. Khoan, cầm lấy nè. Ôi, sao em không báo anh trước? Xin lỗi. Đợi em tí. Ừ, anh sẽ ngồi đây chờ em. Ú, khó quá. Loại xương rồng ba chữ cái hả? Giờ làm gì nữa ta? Cái gối này hơi bị mềm luôn. Ở đâu ra vậy nè? Hả? Rồi ạ, xem em này. Tụi mình chỉ cần kim chỉ thôi. Rồi chúng ta có thể gắn hai cái này lại. Khâu bình thường thôi là ok rồi á. Tụi mình khâu chữ thật thế này cũng được. Em đã khâu cả đống gối luôn. Nhìn hay ha. Wow, em làm cái này bằng gối hả? Chuẩn luôn. Vậy là mông của tụi mình hết e rồi. Thoải mái hơn nhiều nhỉ. Cảm ơn em. Làm sao để mở cái này nhỉ? Trời ơi, giờ mới tới lúc ăn chưa đó. Này Sophia, làm cho gì cái cục vậy? Ủa vui mà. Mình biết rồi, mình sẽ giật túm tóc này thử xem. Đủ rồi đấy nha. Ấy, tớ xin lỗi mà, đôi khi tớ cũng bó tay vào chuyện mình luôn. Thực ra, mình vẫn còn một trò nữa đấy. Xé túi sốt ra, rồi đổ vào miệng. Sao mà cậu dễ thương thế nhỉ? Được rồi, là cậu muốn đấy nhé. Ôi trời ơi, máu hả? Tớ đánh nhẹ mà. Kevin, cậu có sao không? Thừng chết mà. Lo cái gì cơ chứ, nước sốt thì giết ai được hả má? Thôi nào vui mà. Có mấy người chẳng biết đùa gì cả. Chào Kevin, tớ ngồi đây được không nè? Được chứ. Nếu cậu khoái trò đùa nhỏ nhỏ này. Chào cả nhà, xin lỗi tớ đến hơi muộn. Ủa, Bella, là cậu sao? Đâu có, không phải tớ, thề luôn. Cái của nợ gì đấy, cậu đặt nó lên ghế tớ đấy à? Mà khoan đã, là thầy ạ? Mừng là em đến lớp, Bella. Thầy chơi cái trò gì mà quá đáng vậy ạ? Là sao? Thầy đang thách thức mình đấy à? Chào cả lớp. Hôm nay không ai đi muộn hết nhỉ? Nhưng chử con bé Bella. Hả? Sao trò dám? Bella, bỏ chân khỏi bàn của thầy ngay. Vâng vâng vâng, em biết rồi, khổ lắm. Tùy em thôi, thích thì chiều nhá. Chết tôi rồi. Chân cậu ấy. Ôi, tiêm má ơi. Trời khăm thầy hả? Hài hước lắm. Em được một điểm cho trò này. Lớp toán này tuyệt quá. Này, sao cậu lại đụng tớ vậy? Nè, tên bố mắt muốn gì? Mong là mình có đủ thời gian ăn vặt.
có chuyện gì ở bên kia? Kevin tồi thật đấy. Mình phải dạy cậu ấy một bài học mới được. Ví dụ như ném cái này vào đầu cậu ta, hoặc cái gì đó sát thương dữ hơn. Cơ mà dùng bạo lực thì không hay lắm, nhưng chơi khăm thì có đấy. Lấy một chai nước, rồi ghim đinh ghim vào. Tiếp tục làm như vậy thành một vòng nè. Kết quả là thế này đây. Giờ từ từ gỡ từng cái ghim ra. Những cái lỗ này nhỏ lắm á. Vậy khi bạn bóp cái chai thì nước sẽ phun ra. Sẽ vui lắm đây. Biến đi đồ bốn mắt. Kevin ơi, tớ mua nước cho cậu nè. Nhưng Kevin đâu biết rằng cái chai ấy sẽ phun nước ngay chỗ cửa đợi nhất của cậu ta đâu. Bị bắt là thấy có vui không bố? Mình sẽ trả thù con nhỏ đó vì vụ này. Hôm nay tụi mình sẽ bắt được con cá to lắm cho xem. Yeah, chúng ta chỉ cần lấy dụng cụ để tập luyện thôi. Điều quan trọng là cách di chuyển của cậu đó. Thế này này. Cậu với con cá phải hòa làm một. Hãy nghiêm túc lên nào. Giờ cầm cần câu cho tôi. Chúng ta cũng cần dùng đúng mồi đấy nhá. Nhìn đây, sâu bột chắc chắn sẽ thu hút cá cho mà xem. Nghe đây này, với đống này chúng ta sẽ bắt được một mẻ ngon lành đó. Cho tôi xem mồi được không? Wow, bò lồm ngồm sợ thật. Mình nghĩ ra ý này hay lắm. Phải lén đi cái đã. Được rồi, chuồn đi thành công. Giờ chỉ cần mở cửa ra thôi. Em yêu đây rồi, vẫn ngủ ngon lành nè. Trò này sẽ đỉnh của chóp luôn đấy bà con. Chào bé sâu. Sẵn sàng giúp tao chơi khăm em yêu chưa hả? Tin tao đi, như vậy sẽ tốt hơn là làm mồi cho cá đấy. Kem đánh răng là chỗ ẩn nó phù hợp nhất đó. Giờ phải lấy một em sâu ra. Ngọ ngoại ác thế, và cũng hoàn hảo nữa. Chui vào tuyếp kem đánh răng đi nào sâu ơi. Một con khác này. Và con cuối cùng. Vào với bạn mày đi. Giờ thì đặt lại nguyên xì chỗ cũ. Em người yêu sẽ hết hồn cho coi. Wow, ngủ một giấc đã cái nư luôn. Đến lúc thức dậy và bắt đầu ngày mới rồi. Mình vẫn hơi mệt á. Yeah, phải làm gì đó để tỉnh táo hơn cái nào. Bắt đầu với việc đánh răng đi. Tự do rồi, mình thoát rồi nè. Vẫn buồn ngủ dễ sợ. Thực ra... Khoan đã. À! Có con sâu trên bàn chải của mình. Oh, có tin nhắn đến nè. Cửa hàng mình thích khuyến mại quá trời nè. Yes. Này Kevin ơi, nhìn nè, có khuyến mãi. Này, anh có nghe gì không hả? Bỏ tay cầm xuống mà nhìn coi. Khuyến mãi đấy nha. Ừ thì hay đấy, nhưng anh sẽ ở nhà. Anh đáng yêu thật, nhưng anh sẽ đi với em. Không. Đổ khuyến mãi chết tiệt. Cầm giúp em chỗ này với. Đây nữa nè. Sao mà quên mấy cái này được. Của anh đây. Anh ơi, đường này nhé. Mấy đôi giày này cu te quá đi. Cu te cái con khỉ đó. Khuyến mại quá trời luôn. Mặc thử đồ vui nha má. Cuối cùng mình cũng được nghỉ một chút. Bà cái trò mua sắm mệt thật. Tay mình đơ luôn rồi đây này. Sao mà em ấy cứ thử đồ lâu thế nhỉ? Anh thấy em mặc cái này ra sao? Ừ, xinh đấy. Sao mãi chưa xong hả trời? Váy này xinh nhỏ anh nhỏ. Chán quá đi mất. Mình cũng muốn ăn sô-cô-la nữa. Anh ngủ gật à? Đùa em hay gì? Anh chết chắc với em rồi. Phải đổi giày một phát mới được. Mình cần cái quần jean này. Nhưng chỉ một chân thôi. Chân kia vắt lên trên thế này nha cả nhà.
Sau đó, nhét quần vào rồi chuyển đến giày thể thao. Chuẩn, trò này sẽ hài lắm cho mà xem. Bắt đầu biểu diễn thôi. Hả? Cái gì vậy? Anh còn thức mà. Cái gì? Thằng nào trong đó với em đấy? Ơ, mày sẽ chết với tao. Này, thằng kia. Thằng kia, chịu dậy rồi đó hả? Nhìn mặt anh kia. Ha ha, vui quá ha. Chứ còn gì nữa, rất hài là đằng khác. Làm đầy lại thùng kẹo đúng là thích nhất đấy. Thế còn tự chia phần như thế này thì đồ đảm bảo rằng tớ sẽ không bị mất đồ đó. Đặc biệt là cái này. Ôi, ai mua kẹo bỏ vào lại rồi nè. Mấy cái giấy ghi chú tháo lao gì đây trời. Được rồi, hiệp hai thôi. Cái này chắc cũng chống đói được một lúc. Vẫn đói. Có vẻ như miếng ghi chú chỉ là vớ bổ thôi. Em đi tới rồi. Cái gì đây ta? Một anh bạn tốt đang say sô-cô-la. Cậu có lời nào để nói không? No cành hông bạn yêu ơi. Nick muốn chơi trò này à? Cậu ta sẽ không cưỡng lại cái này được đâu. Phải gắn cái này lên nữa mới chuẩn chỉnh. Trong tủ có gì hôm nay vậy ta? Một hũ mứt Nutella chưa mở. Trúng mánh rồi thằng Linh ơi. Và miếng đầu tiên đúng là ngon nhất. Gì mà như kẹo kéo vậy nè. Mùi như nhựa ấy. Thôi, mình không ăn này đâu. Hiệu quả rồi. Nghiệp sắp quật rồi đây. Lại xem Instagram của Crush à Sophia. Nhìn cậu ấy dễ thương chưa nè. Không biết cậu ấy có nghĩ tới mình không nhỉ? Hả? Sao cậu ấy lại ngồi với Lana thế? Kevin có đăng tấm hình nào có Lana đâu. Đừng hoảng nào, có thể họ chỉ là bạn thôi. Các bạn muốn gọi món chả? Hai chả nóng nhé. Được đó. Ok, mình sẽ quay lại liền. Họ nghĩ họ dễ thương lắm hay sao? Để tớ chống mắt lên xem sao. Buổi hẹn hò này trông có vẻ ổn đấy. Nhưng mình sẽ làm mọi chuyện thú vị hơn. Mà không cần tốn sức gì đâu. Đến lúc rồi. Cẩn thận ạ, nóng lắm đấy cả nhà. Ôi trời. Chà quá nóng ạ. Làm gì có chuyện đó hả gái ơi. Căng thẳng quá nhỉ. Hẹn gặp lại nha. Không thể tin nổi cái con nhỏ đó. Cô ấy bị sao thế nhỉ? Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc thi làm pancake gia đình chưa? Rồi ạ. Cô và cậu. Vâng. Cậu sẽ thua thôi Sophia. Đợi đó coi. Bắt đầu. Cái trứng đầu tiên đã bể. Đồ đánh trứng hả? Không, mình sẽ tự chế cách làm. Vậy thì không ổn lắm nhỉ. Sophia thì trông bình tĩnh hơn. Cậu ấy đang làm gì vậy trời? Còn mình thì có kỹ năng làm bánh cực đỉnh luôn. Mình biết cái này nè. Phải đổ thật nhiều mới được. Tôi cho bấm một tí nhé. Nên Kevin có vẻ hơi lộn xộn đấy. Đúng là dân nghiệp dư. Mình thắng chắc luôn rồi. Mình chỉ cần thêm một thứ thôi. Đến lúc bày trò trêu cậu ấy rồi. Băng kéo hai mặt đây rồi. Chỉ cần một miếng nhỏ là mọi thứ sẽ đi vào lịch sử cho xem.
lột lớp đằng sau ra rồi dán cái tô lên. Dễ hiệu quả đây. Và một ít muối nữa thôi. Cẩn thận đó bạn yêu. Giờ mang đi trộn lên nè. Ủa? Sao mình không nhấc cái tô lên được? Ấy chà, giờ thì cậu nhấc hết lên rồi đó. Ai mới là lộn xộn đấy nhỉ? Mắt cháu bị thương rồi ạ. Bạn này đang phá cháu bác ơi. Này, đừng bày bừa nữa nào. Bác nói cháu ạ? Hai đứa ra ngoài ngay lập tức. Chà, mình cũng bị phạt luôn. Hả? Hôm nay ngày mấy nhở? Trời đất, không tin nổi luôn. Giáng sinh rồi. Nghĩa là mình có thể đội cái mũ này. Cái gì? Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Không khí lễ hội ghê. Tuyệt quá à. Đó là Santa sao? Cả hai cháu đều trong danh sách ngoan của ông. Thế nên ông có cái này rất hay cho hai cháu. Ông đùa cháu ạ? Vậy là sao? Wow, đúng thứ mình thích luôn. Hôm nay may mắn ghê. Thử thách tân trang phòng Giáng sinh đấy. Thế nào cũng hay lắm cho xem. Vứt bớt mấy cái thùng thôi. Xé luôn giấy dán tưởng xấu ỉn nhé. Mình không thích làm việc chân tay đâu. U là trời, chạm rồi nè. Làm quá không à má ơi. Vứt luôn cái này nè. Này, cậu thấy bộ đồ mới của tớ thế nào? Đùa xíu thôi, không phải gu tớ đâu. Hả? Gì đây? Thợ sửa nhà ư? Chuẩn. Đúng thứ mình cần rồi. Mình sẽ gọi cho anh ta. Alo, tôi cần anh giúp. Đồ con gái. Có mỗi vậy mà cũng ngại. Là tranh thôi. Một bức tranh vừa xấu vừa kỳ. Nhưng mình có ý này. Mình sẽ lấy tranh ra khỏi khung, rồi đặt khung lên giấy dán tường. Giờ mình cần chút sơn xịt. Thích màu này quá à. Không biết bao giờ anh mới tới. Ái chả, nhanh quá ta. Để coi ở đây có gì nào. Cái này cũng đơn giản đấy mà. Ai trang trí nơi này thế? Ok, xong rồi. Của anh nè. Thích mùi tiền dễ sợ. Ghen tị chứ. Tớ thích tự làm hơn cơ. Xem nè. Tớ sẽ treo mấy cái khung ở đây. Rồi thêm vài cái nữa. Mình sẽ dùng các kích thước và hình dạng khác nhau. Tuyệt quá đi. Wow, giống nghệ thuật hiện đại á. Ước gì mình nghĩ ra cách đó. Mà chờ chút. Mình có cách này nè. Alo Stacy, tớ nhớ cậu lắm. Tớ làm được mà. Tớ sẽ làm mọi thứ cho bạn thân tớ. Đợi tớ hái sao đã nha. Đừng làm dơ nhé. Stacy sẽ thích lắm cho coi. Mong là đủ. Giờ giao hàng thôi nào. Tuyệt diệu quá à. Giao hàng đặc biệt đây. Chào cậu. Của cậu này. Bye nha. Tí điên chưa nha. Giờ mình có thể treo nó lên tường rồi. Sẽ tuyệt lắm đây. Wow, nhìn thấy trời. Đẹp quá trời quá đất. Cực kỳ lấp lánh luôn. Ai cũng cần một chút lóng lánh trong đời. Nói thật đi, đẹp phải không? Ấn tượng phết. Nãy giờ vẫn ổn. Nhưng phòng tớ xinh hơn. Không, cái này này, mua thôi. Mình phải ngồi nghỉ một chút. Mong là không ai nhìn thấy. Cứu với, tớ kẹt rồi. Đừng lo, tớ đè. Kéo tớ ra với bộ. Khoan. Cảm ơn vì giúp nha. Mang lại đây dùm tôi. Tiếp tục đi. Ok là, cảm ơn. Anh là số 1. Mình có cái chăn sofa này nè. Siêu mềm và ấm luôn. Thử xem nào. Wow, thoải mái quá đi. Mình cần chỗ để ngồi. Mà mình có cách này. Mình sẽ cắt thùng thành các hình dạng khác nhau, rồi ghép chúng lại này. Mấy cái rãnh này sẽ cố định mọi thứ. Bắt đầu thành hình rồi. Cần làm nó cứng cáp hơn xíu. Vậy là siêu chắc chắn. Mình sẽ chồng nó dọc theo các miếng bìa. Ổn thì áp rồi. Cậu ấy làm gì thế nhở?
tò mò quá đi. Đấy, mình có một cái ghế, cậu thấy sao nào? Nhìn được phết. Giờ tìm gì phủ lên thôi. Và thêm một cái gối, hợp lý quá. Tớ biết tớ thích cái nào hơn rồi. Của tớ chứ gì. À, mơ đi. Mình có thể dùng đèn này nè. Treo ở đâu ta? Tớ chẳng phải lo về chuyện đó luôn. Này, cậu gọi tớ nhỉ? Tớ gọi thêm đồng đội á. Chào. Cậu có khỏe không? Làm thôi nào. Chỗ này được nha. Tụi tớ thích kẹo cây gậy lắm. Nhìn cực xinh và ngon luôn. Đừng quên ngôi sao nhớ. Xem nó lung linh này. Tớ treo cờ trang trí nha. Wow. Cẩn thận. Bắt được rồi. Anh hùng của tớ. Wow, mấy bạn yêu tinh đó chăm chỉ ghê. Hay là mình mượn thang nhở? Chắc không sao đâu ha. Mình sẽ để nó ở đây. Rồi mình sẽ cuốn đèn quanh đây. Thế nào cũng đẹp tuyệt luôn. Ai cần cây thông chứ? Đặt cái này lên đỉnh nè. Và thêm cái nơ nữa. Wow, cây thông Giáng sinh cực xịn luôn. Cực kỳ đơn giản nhưng vẫn có không khí. Wow, mấy bạn yêu tinh đó đỉnh quá. Các cậu ấy đúng là có gu. Hay là thuê họ làm tiệc sinh nhật cho mình luôn nhở? Santa sẽ tự hào lắm đây. Nhìn cô te đó. Các cậu thấy sao nào? Rất tuyệt nhưng của tớ đỉnh hơn. Lạnh quá trời. Phải tăng nhiệt độ chút. Tụi mình phải làm gì đó thôi. Tớ có ý này nè. Tớ sẽ quay lại ngay. Chào, có khỏe không bố? Cho tớ cái này nhé. Tốn tiền đó cưng. Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Tớ nghèo lắm ý. Mong vậy là đủ. Của cậu đây. Cảm ơn. Khoan đã. Này là rác mà. Không biết có cái gì nhở. Chỉ có một cách để biết thôi. Nhìn đống đồ này này. Sao dùng được chứ? Dẹp, không được đâu. Hả? Cái gì vậy? Matthew ném rác vào người mình à? Đồ trang trí Giáng sinh sao? Chắc mình có thể làm gì với cái này chứ nhở? Hình như mình bị lừa mất rồi. Chờ chút nào, cái này ổn nè. Mình có dán mấy dải băng keo vào tường. Nhìn nó y như lò sưởi luôn. Mình sẽ treo vớ Giáng sinh lên chỗ này. Santa sẽ cần lò sưởi để vào nhà mình mà. Lò giả cũng được á. Còn thiếu một thứ thôi. Vòng hoa Giáng sinh này. Mình hơi bị vui luôn á. Cậu thấy sao nào Stacy? Xinh đó Matthew. Không gì tuyệt hơn một ngọn lửa ấm áp ngày đông. Và mấy cái vớ của tớ đã sẵn sàng rồi. Nhìn tuyệt quá. Tự dưng mình nghĩ ra cái này. Dùng quả cầu này được nè. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Lò sưởi siêu tốc này. Nhìn cháy dã man. Muốn ngồi gần ngọn lửa ấm áp này quá. Mình chỉ cần một cốc ca cao nóng nữa thôi. Đỉnh của chóp. Oh yeah, đúng thứ mình cần rồi. Xem quả cầu tuyết của tớ này. Phòng mình nhìn xịn sò quá. Chào Stacy. Kỳ cục quá. Chào. Cái gì vậy? Một món quà. Mình thích bất ngờ lắm. Hồi hộp quá đi. Wow, quá trời đồ xinh luôn. Cảm ơn Santa. Bye. Tạm biệt cháu nhé. Mình có thể dùng cái này này. Nhưng đầu tiên mình phải ăn đã. Ngon tuyệt. Nhấc cái nách. Thôi nào. Kẹo mút của mình đâu? Chắc trong này có chút đồ ngọt nhở. Chả có cái gì hết trơn. Này sao mà ăn. Ái chà, chắc tớ là bé ngoan của Santa đó. Chờ chút nào. Mình có ý tưởng này. Đầu tiên là vẽ những đường ngoằn ngoèo lên đĩa giấy. Như vậy nè. Rồi mình tô màu bên trong. Phải tô bên trong đường vẽ nha. Không là hỏng hết luôn. Mình sẽ chừa ra một khoảng trống và vẽ một đường nữa. Mình sẽ vẽ quanh cái đĩa. Vậy là có những chỗ đỏ và trắng. Wow, đúng như kế hoạch luôn. Mình đã thêm một thanh gỗ ở đây. Rồi dùng ni lông để bọc lại. Cây kẹo mút đấy to ghê. Tớ cũng muốn. À, biết rồi. Mình sẽ dính nó vào tường. Mình sẽ làm thêm cái màu xanh. Trông như thật luôn á. Mình chỉ cần sáng tạo hơn thôi. Nếu mình dính quả cầu vào đây. Wow, tuyệt hơn mình tưởng tượng luôn. Tuyệt quá đi. Nguyên một hộp đồ lễ hội luôn. Thi thoảng mình cũng bất ngờ vì bản thân ghê. Mình nên để nó ở đâu ta? Ngay cạnh cái cây đi. Chỗ này hoàn hảo rồi. Nhưng có gì đó sai sai.
Cây của Matthew chán òm. Nó cần chút đồ trang trí nữa. Giúp cậu ấy nào. Làm sao ta? À ha, có cách rồi. Chỉ cần một quả cầu và một chút phép màu Giáng sinh. Wow, nhìn này mọi người, hiệu quả rồi. Nhìn ổn hơn nhiều. Wow, cảm ơn Stacy, tớ rất thích. Nhìn tuyệt thật đó. Không ngờ tụi mình đỉnh thế này. Khác thật sự nha. Quá xá xịn xò. Tớ nghĩ Santa sẽ thích lắm. Oh, oh, oh. Santa, cháu chào ông. Các cháu bận rộn y như các yêu tinh luôn. Phòng của hai cháu rất có không khí nhé. Bà Santa sẽ vui lắm cho xem. Có nhiều quà dưới gốc cây chưa kìa. Còn cháu thì sao Matthew? Rất sáng tạo. Nhớ dụi lửa trước khi ông leo xuống lò sưởi nhé. Ông rất thích mấy cái khung và cái cây, cực kỳ ấn tượng. Ông rất tự hào về các cháu. Nhưng ai tuyệt hơn nhỉ? Stacy sao? Hay Matthew? Hãy bình luận cho tụi tớ biết nha. Cuối cùng cũng đến đêm trang trí. Đã năm rồi mình chưa thấy lại mấy món này luôn ý. Thật là nhàm chán. Mình nhớ hồi xưa trông đâu có thế này. Năm ngoái nhìn còn mới tinh cơ mà. Giờ trông cứ như một món thủ công củi bắp ý. Sao lại có kẹo cao su ở đây vậy? Thế này thì sao trang trí Giáng sinh đây? Tớ mê tít khoảng thời gian này trong năm ý. Sô-cô-la khắp nơi luôn. Vòng hoa buồn của tớ cũng làm cậu buồn theo sao? Nhìn chán thật ý. Cảm ơn cái. Cậu biết không, có lẽ tớ sửa được đó. Thì cô gái úp cục sô-cô-la xuống và đặt hai tờ giấy lên trên. Sau đó dùng dây chun buộc lại như thế này. Rồi dính nó lên vòng hoa xốp. Và đây là kết quả nè. Đúng là một cách ngon lành để mừng Giáng sinh đó. Xin lỗi nha, cái vòng cũ. Người đã bị thay thế. Còn một tiết nữa là được nghỉ trưa rồi. Là Jared hả? Kevin sắp phải hứng trò của mình rồi. Rón rén nè. Trời ơi. Thêm một bước nữa thôi. Chào cậu ta nào. Wow. Này là tay cậu hả Jack? Sao mà rơi ra thế này? Trả lại đây Jared. Tớ cần tay định học. Ơ kìa Jared. Cậu có sao không? Tớ bình thường mà. Tớ đùa tí thôi mà. Để tớ đỡ cậu lên. Hay đấy. Thử đi trêu đứa khác đi. Ôi, mình buồn đi vệ sinh quá. Xin lỗi ạ, cho tớ đi qua với. Wow, thật tình luôn, đâm sầm vào người mình. À mà khoan, mình có trò này hay rồi đây. Đầu tiên, mình sẽ tắt đèn đi. Ủa, sao tối quá vậy? Cậu tắt đèn đấy à? Thôi mình tự mò ra rồi bật lại vậy. Ôi trời ơi, suýt nữa thì cậu ấy tóm được mình rồi. Mình sẽ chơi trò này thêm một lần nữa. Đùa mình hay sao trời? Phải tóm đứa nào to gan dám trêu mình mới được. Ủa, sao không có ai ở đây hết vậy? Chẳng hiểu sao đèn cứ tắt mãi nhở. Thôi đành, chịu chứ biết sao. Ha, trò chơi khắp này đơn giản như đan rổ ấy. Hải bá đạo luôn. Wow, có cái gì trên... Ôi, chà thì... Chào cậu, nhưng mà có cái gì trên mặt đấy. Mình phải thử nướng món mới được. Ta đến đây, bánh Giáng sinh. Tốt nhất là nên bắt đầu với bột mì nhé. Bửa bộn quá đi. Đành vậy thôi, nấu nướng mà, sao gọn nổi. Và giờ là đến trứng nè. Dô nè. Wow, ai dạy cậu đập trứng như thế hả? Và giờ đến bước rắc cốm. Giống như bụi tiền ấy, nhưng mà ngon hơn. Một nhúm thôi nhá.
Tiếp theo, mình cần sữa tươi nguyên kem. Cứ làm theo sách dạy nấu ăn là ổn hết. Kiểm tra xem sữa bị chua chưa nào. Vậy là đủ rồi nhỉ. Giờ đến khúc vui nè bà con. Cứ như bóp nát cục não heo ấy trời. Cậu đang làm gì đấy Thomas? Eo, mới làm bánh lần đầu hả? Giờ tớ hơi bị chuyên nghiệp rồi đấy. Ừ thì kiểu thế. Khiếp. Không biết mình làm lại được không ta. Cậu ra chỗ khác chơi đi. Thợ nướng bánh mới tanh tới rồi đây. Nhỏ vài giọt màu thực phẩm xanh vào nè. Khi đã quấy đều thì bột sẽ trông như thế này đó các bạn. Sau đó dùng thìa để phủ lên ốc quế. Khi đã đều rồi, hãy rắc đống cốm màu mè này lên nhé. Và chỉ trong chớp mắt là bạn đã có một cây thông nhỏ xinh rồi đó. Đặt cái cây đứng trên đĩa cùng với các tác phẩm khác của bạn nào. Hãy thỏa sức sáng tạo cho món này nhé. Cậu học làm cái này ở đâu thế? Tớ mới nghĩ ra ấy mà. Cho cậu thử cái đầu tiên đó bạn mình. Chắc là ngon lắm đấy. Nó giống như một kiệt tác từ đường ấy. Ngon thật đó. Biết có gì nhờ? Tớ sẽ mở ngay đây. Có chữ gì kìa? Uống tôi đi. Hướng dẫn dễ hiểu phết nhờ. Chắc chẳng sao đâu ha. Vị thế nào? Thì cũng được. Chả có vị gì mấy ấy. Tớ cứ tưởng là có gì hay ho lắm cơ. Thử thách chán nòm. Xem của tớ nào. Khoan. Trời đất. Có chuyện gì thế này? Tớ đang to dần lên. Đúng rồi. Cẩn thận đụng mái nhà đấy. Lily ơi. Mình có ý này. Này, tớ thấy cậu đấy. Hello. Điên thật. Ok, để xem mình có gì nào. Không gì á? Mọi người quên bỏ đồ vào đây hay sao vậy? Chán như con rán luôn ý. Wow, kẹo mút siêu to khổng lồ này. Chắc ăn tới năm sau mới hết mất. Kẹo ngon bá cháy bọ chết. Này, cho tớ thử với. Để dành cho tớ nữa. Hả? Cậu muốn ăn kẹo sao? Được rồi, sao lại không? Nặng khủng khiếp luôn. Cảm ơn nha. Nhìn đã muốn chảy nước miếng. Hết sảy con bà bảy. Tôi đang nhỏ lại này. Chắc là do cây kẹo mút rồi. Ôi bạn ơi, cậu trở lại rồi này. Tớ vui quá. Lại đây nào. Đến lượt tớ. Khoan, cho tớ mở trước nhá. Đi mà. Được chứ. Mũ á? Còn chẳng phải màu đỏ cơ. Nhìn cũng quê nữa. Nhìn cứ như đổ đi dạ tiệc á. Hình như có gì đó ở trong. Xem nào. Một chú thỏ lông mượt. Dễ thương quá. Cùng xỉu luôn. Thỏ con ơi. Mềm quá, chỉ muốn nựng thôi. Tớ sẽ gọi em ấy là Hopper. Đây là thử thách tuyệt nhất luôn. Hopper ơi, quay lại đi. Cứ như làm ảo thuật đấy. Này, ra đây đi mà. Gì đây? Nhìn này, lại kẹo mút hình thỏ. Tớ sẽ nếm thử xem sao. Thơm thật luôn. Cậu có gì vậy? Giống như súng laser nhở. Để tớ bóp cò xem nào. Wow, bong bóng này. Tớ mê luôn rồi. Wow, bong bóng đẹp ghê. Quá trời luôn này. Tớ chơi cả ngày cũng được nữa. Ê này, cậu đi đâu rồi? Ôi thần linh ơi. Sao mà cậu vào đó được? Tớ đang trôi lơ lửng này. Tuyệt quá. Này, tớ đây này. Tớ đang ở trong bong bóng. Cậu có tin nổi không? Cậu nhỏ xíu luôn đó. Nếu mình làm nổ quả bóng thì sẽ thế nào nhỉ? Cảm ơn nha. Tớ đang lo sẽ bị trôi đi mất. Hình như có gì đó ở báng súng. Wow, là kẹo đấy. Phải ăn thử mới được. Măm măm nào.
Ngon tuyệt cú mèo. Sao cậu không mở trước đi? Cậu mở đi, tớ á. Thôi để tớ. Wow, trứng sô-cô-la khổng lồ nè. Nhìn hay chưa? Sô-cô-la kìa. Tớ muốn nếm thử lắm rồi. Màu xanh nè. Ôi mẹ ơi, ngon dã man. Có gì đó trong này là quả địa cầu mini. Nè, cho cậu đấy. Cảm ơn gái. Ê, tớ đang ăn trái đất này. Dài dài thích kê. Tụi mình đang ở trong vũ trụ sao? Nhìn đằng kia kìa. Cậu có đang nghĩ giống tớ không vậy? Nướng marshmallow đê. Ý tưởng này ngon chảy nước miếng luôn. Chắc được rồi nhở. Xiên marshmallow này đúng là hết sảy. Wow, có gì đây ta? Trứng sô-cô-la của tớ này. Tuyệt, đúng màu đỏ tớ thích. Nhãn cầu á? Ghê quá mà ơi. Nhưng kệ đi, cứ thử xem nào. Mọng nước nè. Hả? Có lẽ cậu muốn soi gương đấy gái ơi. Wow, tự nhiên nhìn gì cũng rõ hơn hẳn. Nhìn mặt cậu hài lắm luôn ý. Soi gương ngay đi. Cười gì mà cười. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ngộ nghĩnh vậy luôn. Ok, thử thách tiếp theo. Gì đấy? Nước ép cà chua. Cho tớ một túi được không? Uống đi nhá. Có cả ống hút sẵn luôn nhá. Sảng khoái hết cả người. Tớ thích cái này đấy nha. Cậu nói thật đấy hả? Ghê bỏ xử. Vậy cho tớ uống đi. Ok, tớ sẽ mở bên này. Ô la la. Wow, tớ chưa bao giờ thấy kẹo nào thế này cả. Thử ngay cho nóng mới được. Ngon ghê này. Cái này để làm gì ta? Nó xoay cái kẹo vòng vòng á. Cứ như mũi khoan ấy. Mình nghĩ ra trò này. Cậu đang làm gì thế? Sao không ăn đi? Cậu có nhìn thấy gì không? Hình như tôi đã phạm sai lầm lớn rồi. Chúng mình làm sao bây giờ? Chúng mình á? Là do cậu mà. Biến đi. Làm gì đi chứ? Để cho tôi yên đi. Sao tay nó nhớp quá vậy? Đừng có lại gần. Ta cảnh báo đấy. Mà muốn uống nước ép cà chua không? Lấy đi, đừng bắt cóc ta là được. Suýt thì toi đấy. Giờ bắt đầu thực hiện phần tiếp theo của căn phòng thôi. Các bạn có thích xe đẩy quay vòng tròn như thế này không? Giờ chúng ta sẽ làm một cái bàn và các cậu phải dùng đồ đạc trong xe đẩy. Mình có thể làm gì đó xịn sò với mấy cái chai nhựa này đấy. Này, tôi trả bằng thẻ nhá. Ok, mình đã có một cái bàn đẹp tuyệt rồi. Đẩy bàn tới gần giường nào. Ai cũng cần một cái bàn cạnh chỗ ngủ hết. Matthew, đừng quên dùng đồ trong xe đó nha. Ủa, gì? Nhưng đó là một cái bánh xe mà. Ai mà thèm chứ. Xin lỗi nhé, nhưng đó là luật. Cậu phải dùng bánh xe trong phòng của mình. Chà, vậy thì được rồi. Chẳng ai nói rằng cái lốp xe này phải trông như vậy cả. Mảnh vải này sẽ tạo ra sự khác biệt. Ngon lành rồi, thế là chẳng ai biết nó là cái lốp xe nữa. Nhưng chưa xong đâu nhé. Tiếp theo, mình sẽ lật nó lại. Mình có mấy cái chân vàng này nên thể nào cũng sang chảnh hơn. Bước sau đây sẽ cần vài dụng cụ và mấy cái vít xịn sò. Nhưng mình đã sẵn sàng rồi. Vít vào phát một luôn nhé. Xong rồi, đã đến lúc lật nó lại. Ta-da, vậy là chẳng ai biết được cái này từng là lốp xe cả. Nhìn được đó Matthew, nhưng mà đừng làm tớ phân tâm. Thế là xong, đây là cái chai cuối cùng á. Giờ là công đoạn dán băng keo, cứ dán quanh mấy cái chai như vậy này. Mình cần cố định chai lại mà. Một miếng nữa đối diện là xong xuôi rồi. Giờ mình có thể thêm mặt bàn lên trên mấy cái chai. Nhưng mà mặt bàn sẽ không ở nguyên bên trên vì mình sẽ lật ngược nó lại. Tiếp theo là một cái mặt bàn nữa và thêm băng keo nè. Mọi thứ đều đã được dán lại với nhau rất chắc chắn rồi. Nhưng về công đoạn tiếp theo thì băng keo là chưa đủ, phải dùng keo nến nữa nha.
cơ mà đừng lấy keo trong, hãy dùng keo có màu như màu đỏ này nè. Nhìn cái trái tim nhỏ xinh hạnh phúc ấy kìa. Đây vẫn là keo đó nha, mình sẽ phải thêm miếng xốp này lên trên nữa. Giờ dùng một miếng vải màu vàng nào. Ai chả, mình cực kỳ hài lòng với kết quả này luôn. Ok, chúng ta hãy kiểm tra hai bàn thôi. Hai bạn hoàn thành rất là tốt luôn đấy. Mình trang trí xong rồi nè. Miếng dán cuối cùng xa dã man luôn. Cố lên, một xíu nữa thôi. Một xíu nữa thôi. Dính đi bóng ơi. Có chuyện gì vậy ta? Bella ơi. Ê, bắt này. Wow. Ngã sấp mặt nhé. Gì vậy trời? Chẳng hài hước gì cái tên kia. Đã đến lúc chơi khăm trả thù rồi. Mình sẽ đổ nước vào trong quả bóng bay này. Giờ thì cần đến kỹ năng vẽ nè. Xuất sắc. Trông giống hệt quả bóng chảy. Tới công chuyện rồi bà con. Ê, ơi, cái gì? Bắt đi hả? Hay lắm. Tới luôn này, bắt đi. Ôi mà ơi, ướt sũng luôn. Ha, chuẩn đấy. Lêu lêu cho chùa nhá. Cuối cùng thì mình đã có thời gian rảnh rồi. Nhìn gương mặt nhóm bé này đi nè. Nào bắt tay vào việc thôi. Ghép hình thôi. Mới đầu vào là khó nhất đó. Phải nạp thêm chút đường mới được. Mình phải làm gì để có thể tập trung đây ta? Cái miếng này nằm chỗ nào nhỉ? Những người thích ghép hình sẽ cực kỳ kiên nhẫn đó. Và mọi công sức sẽ được đền đáp khi bạn hoàn thành. Giờ chúng ta phải làm gì đây nhỉ? Ngon, tìm thấy rồi. Kevin sẽ không ngừng chơi đâu. Còn một ô nữa thôi nè. Phải đâu đây thôi nhỉ? Trời ạ. Cơ hội của mình đây rồi. Phiu, tưởng mất rồi chứ. Xong rồi nha. Hả? Sao lại vậy được? Mình vừa ghép miếng đó vào mà. Cậu ấy bị lừa rồi. Mình sẽ lấy miếng khác. Trời ạ. Mình bị điên rồi hả? Nãy vừa ghép miếng đó vào xong mà. Kỳ vậy ta. Ui dễ sợ. Cậu ấy hoang mang chứ kìa. Ai đó đang cười hay sao vậy? Chứ gì nữa là Sophia đó. Tưởng vui lắm hay gì hả Sophia? Tớ tìm lấy miếng ghép hình của cậu nè. Thôi tớ đi nhá. Nhẹ cả người. Cậu mở đi Sarah. Cậu cũng mở đi. Tớ được lọ màu đỏ nè. Màu đẹp xinh thật đi bà con. Phải có thìa mới đánh chén được nha bạn mình ơi. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Ăn thôi. Ai mà cần bánh mì trong khi có thể ăn món mứt thơm ngon này bằng thìa luôn chứ. Ăn từ từ còn thở đấy Sarah. Tớ thì mê mấy miếng to thật là to. Nhưng mà cứ có đồ ăn vào miệng cũng là sướng rồi. Tớ no căng bụng luôn rồi. Chứ còn gì nữa. Khoan đã. Đừng bỏ phí hai lọ màu tuyệt đẹp này chứ. Cùng sáng tạo thả ga và thòa mình vào tâm hồn họa sĩ của chúng ta đi nào. Mình phải căn tỷ lệ cái đã. Tớ thì chỉ cần nghe theo con tim mách bảo thôi. Nào, cho mọi người xem thôi. Đó là tớ hả? Trời ơi. Trông giống y hệt tụi mình luôn còn gì. Có mình cậu đẹp thôi. Hình như ai đó vừa làm bài tập về nhà môn vẽ nhỉ. Mỗi bức đẹp một kiểu mà nhỉ. Dừng lại. Quản tù tì cái đã. Kéo cắt giấy nhé. Vậy là tớ được mở trước cậu nhé. Tớ mê nhất quả này luôn đó. Nhìn xem mấy quả Việt quất ấy tươi chưa kìa. Còn của mình là món gì ta?
dâu tây, nhìn mà chảy nước miếng luôn. Đỏ mọng đúng là màu của tớ á. Từ từ đã. Hello, cậu thích đôi tay nhỏ xíu xí của tớ không? Được đó nha, cùng khiến vòng này thú vị hơn nào. Tớ thì có hai bàn tay đỏ nè, cùng chơi nhé. Bắt đầu nào. 3, 2, 1, chén. Nhanh tay lên nào, đôi tay nhỏ xinh. Bình tĩnh nào. Để xem. Cố giữ thêm một chút thôi. Bàn tay này khó dùng quá đi. Cố lên. Ủa, Sarah. Ôi thần linh ơi, cô ăn kiểu gì mà nhanh quá vậy? Cứ cầm chắc tay vào là được mà. Tay tớ cầm cũng chắc đấy nghe, nhìn này. Tay thật là đỉnh nhất. Kệ cậu trước, dù sao tớ vẫn thắng vòng này. Chữ cuối cùng đấy. Cảm ơn nhiều nhá, đến lúc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi rồi. Ai để cái cân ở giữa đường thế này? Cần một tí chắc chẳng sao đâu nhở. Không thể tin được. Mình biết ngay là không nên ăn chiếc donut này mà. Mình phải làm gì thôi? Vứt hết đi cho rảnh nợ. Mình không muốn bị quyến rũ đâu. Đây là khu vực không bánh kẹo. Vòng eo còn khiến sẽ cảm ơn mình cho coi. Chỉ đồ ăn healthy thôi nhá. Đây, quá ngon lành, sống ảo thôi. Ồ, có thông báo này. Tiệc Giáng sinh không kẹo ư? Đùa mình đấy à? Đành vậy, dù sao vẫn quẩy được. Cơ mà, có lẽ còn cách để giấu giếm tí kẹo đấy. Cứ thử xem nào. Đầu tiên là làm chảy mấy cây kẹo ra. Giờ đổ kẹo chảy vào ốp điện thoại nhá. Mấy màu sắc khác nhau này trông tuyệt quá. Giờ để nó cứng lại này. Kẹo bí mật đấy nha. Ai lại ăn cần tây ở tiệc chứ? Chào mấy gái. Cậu đến rồi hả? Nè, ăn chút cần tây đi. Ừ. Tớ đi say sinh tố đây. Cậu cứ ăn cần tây nhiều vào. Còn cà chua nữa đấy. Ốp điện thoại của mình thì ngon quá. Cho thử miếng với. Ừ, chia đi. Lo cái gì, tớ có vài cái này. Cầm lấy đi. Cảm ơn nhiều nhá, thích thực sự. Hả, mấy gái đang làm gì thế? Chuyện gì vậy trời? Mọi người liếm ốp điện thoại à? Phải kiếm bạn mới thôi. Nhưng nếu mấy nhỏ đó làm thế thì mình cũng nên làm nhở. Chả hiểu gì luôn. À, cậu ổn không thế? Sao cơ? À, không có gì. Vui ơi là vui luôn. Bữa tiệc này cháy nhất phố mà lại. Cậu mở trước đi. Wow, tớ chưa thấy kẹo bạc hà màu đỏ bao giờ cả. Chẳng biết có ngon không nhở. Để tớ ăn thử xem sao. Trông hơi bị ổn đấy. Nhìn này bạn tôi. Thời tiết trên đó ok không mấy em kẹo. Wow, kẹo rơi như mưa luôn kìa. Miệng cậu đầy kẹo rồi. Ấn tượng nha. Không biết anh chị ekip cho tớ món gì nhở. Hết sảy. Màu tớ thích luôn này. Chén đây bà con. Mềm thật sự luôn. Mình đang ở đâu đây? Nhiều mây thế nhở. Chắc mình đang đứng ở 9 tầng mây rồi. Chắc chả sao. Ơ, trời ơi, con chưa muốn tiêu tùng đâu. Ủa, kẹo của Naomi nè. Làm tí đổ thè cho tỉnh người nào. Ui, vẫn đang rơi, trời ơi. Thomas ơi, cậu đâu rồi? Thomas, Thomas ơi ơi. Chắc cậu ấy chưa đi xa quá đâu. Alo, Thomas. Nãy giờ tớ lo lắm luôn. Cậu không tin được tớ thấy cái gì đâu. Cho tớ mở trước nhá. Ồ, một cặp môi đỏ mọng ngon lành. Cậu thấy tớ làm thế này có quyến rũ không? Y như minh tinh màn ảnh nhở. Cảm ơn vì đã đến xem phim của em ạ. Mấy cái đèn này chói lóa dễ sợ. Ok ok, không chụp hình nữa nhá. Em đùa ấy mà. Alo, cậu đang mở đây à? Thôi, thì để tớ mở đây. Một cái giày cao gót hả? Mình phải làm gì với cái này nhở? Không biết cái giày này của ai ta. Mình sẽ chẳng tìm được nàng mất. Chào hai quý cô. Có cô nào mất giày không? Không có. Tên này hâm thật. Giày của mình đâu rồi? Ý, anh tìm thấy giày của em sao? Anh mang giày giúp em luôn nhé.
Anh rất hân hạnh phục vụ em. Cái gì thấy mà ghê vậy trời? Tụi mình chỉ mơ thôi đúng không? Yum. Cái này thơm phết. Ngon hơn tớ tưởng nhiều luôn á. Thôi, đừng bao giờ nhắc tới vụ này nữa. Này, để tớ đi trước nhá. Ok là. Nhìn đĩa kẹo ngon xỉu này nè. Giống mấy miếng xếp hình bé xíu á. Tớ có ý này. Mị chơi trò xếp trang đỉnh lắm đấy nhé. Sắp xong rồi đây. Oh yeah, quá xịn luôn. Ông ơi, xem tớ xếp hình nè. Trông cũng hay ho đấy. Chờ đã, cậu đang... Tớ cũng thích cậu lắm, Naomi ạ. Chỉ là trái tim thôi mà. Xem tớ có món gì này. Mới nhìn đã thấy ngon rồi. Kem phủ màu xanh đúng là hảo hạng. Mị chưa ăn xong đâu. Ngon thật sự. Hả? Sao cái của nợ này lại nằm trong bánh của tớ vậy? Nhìn cái bánh nướng kìa. Nó đang nhìn cậu chằm chằm á. Dẻo dễ sợ. Mà tớ thấy vị cũng ngon đấy chứ. Tớ cứ tưởng nó là con mắt thật cơ. Còn cậu thì chả sợ gì. Tớ mở nhé. Không, tớ cơ. Kéo búa giấy đi. Xịn. Giấy thắng búa nhé. Wow, cây kẹo mút này nhìn lạ thật. Hơi bị nặng luôn rồi nha. Tớ chén đây. Cái vỏ này giòn giòn thích ghê. Nhưng có cái gì đấy kỳ cục lắm. Mình vừa ăn hành tây sao? Chuẩn rồi kìa. Sao? Tại cậu hài quá thôi. Để xem mình có món gì nào. Mấy em đỏ đỏ này là cái gì vậy? Mùi cũng thơm phết đấy nhở. Siêu dẻo luôn. Mình nghĩ ra một ý hay tuyệt nè. Sầu thích ăn lá đúng không nào? Chào mừng đến với nhà mới của các bé. Dính chắc dễ sợ. Cả nhà sâu nhìn ấm cúng ghê. Wow, nhìn những vầng sáng ấy kìa. Mấy em sâu biến thành bươm bướm rồi. Nào, mở đi. Ủa, sao không có cái gì dưới lồng vậy? Cái khỉ gì vậy ta? Nhìn như một cái mũ bẩn đầy bụi vậy. Wow, đẹp muốn khóc luôn. Để xem nào. Chờ đã. Cứ tin ở tớ, không sao đâu. Trong này cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Nhìn này, là huy hiệu nhà của tớ đấy. Muốn chọn không gái? Cho tớ thử với. Của tớ này, thấy không? Trò này vui thật đấy. Tụi mình có cả kẹo nè. Lão mũ đã lên tiếng. Trời đã, nó cho tụi mình cái gì nữa kìa. Để tớ xem nào. Trời ơi. Hồi khiếp luôn. Ai mà thèm cái này. Mang về nhà mà chơi, kể quá. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật Emily. Sinh nhật tớ hôm mùng 1 rồi. Gần một tháng trước đó. Vậy thì sao? Tớ chỉ muốn tặng bánh cho cậu thôi mà. Gì cơ? Thôi càm ràm làm gì nhở. Cái này là bánh kem sô-cô-la đắng đúng không? Cắn bánh thế nào? Lớp sô-cô-la này hơi bị chắc luôn đó. Xem nào. Hơi kỳ kỳ rồi nhá. Hả? Loại nhân kem gì thế này? Có lớp nhân nào cam lè như vậy hả? Ăn ngầm miệng nha. Tổng thật. Nhưng mình đói bụng lắm rồi. Thôi thì chúc mừng sinh nhật chính mình. Âm thanh ngọt ngào của máy pha cà phê. Có vẻ đến lúc đùa tí rồi đây. Hàng của Emily nè. Chào buổi sáng. Cho tôi xin một ly nhé. Cảm ơn nha. Còn bánh nữa hả? Quá tuyệt.
cà phê này sao ngon thế? Chỗ pha ngon thật đấy Nick. Có gì đâu mà em. Mấy chế mới biết tại sao tụi lại làm được không? Quay trở lại vài phút trước nào. Tớ nghĩ ra chuyện này khi đang đánh răng ấy. Emily dùng hết phần kem đánh răng rồi hả? Và thế là ý tưởng tới. Phải cho Emily một bài học mới được. Và slime sẽ giúp tớ. Trước tiên tớ sẽ bơm slime vào đầy ống tiêm. Đúng thế, đầy luôn ống tiêm nhé. Sau đó thì cho vào ống kem đánh răng. Quá là hoàn hảo. Giờ đặt nó lại vị trí cũ. Chuẩn bị đi làm nào. Gì đấy? Răng của mình. Phải tẩy nó đi mới được. Kem đánh răng bị cái gì thế này? Nó phải nhớt nhua như này hả? Ôi giời ơi. Nick. Chuẩn bị nhà cửa để mở tiệc là món khoa học cực kỳ tinh tế đấy. Nhất là khi sắp có lễ lộc chồng sinh rồi đó. Nhưng mình cứ thiếu thiếu gì đó. Phải có thật nhiều kẹo nữa nè. Tại lũ bạn mình ăn nhiều như chưa bắt giới. Trông ngon quá. Cái số kẹo của mình để mất tiêu rồi. Hình như mình chẳng còn cái nào cả. Giờ thì còn đâu có tâm trạng tiệc tùng gì nữa chứ. Chào. Tôi bị vấp ngã và làm bể cái xô rồi. Có lẽ mình có thể dùng cái xô bể này để sáng tạo một thứ gì đó mới đấy. Phun một đường keo nóng lên cái xô bị vỡ này. Đây nè. Trước khi keo khô, hãy dính kẹo cầy gậy lên đó. Và chỉ trong chớp mắt là bạn đã có thể dán cả một vòng quanh cái xô rồi. Đừng quên thắt nơ đấy. Có ai đang cần xô kẹo gậy không ta? Trông xịn thật sự đó gái. Nhìn còn có không khí Giáng sinh hơn trước nữa. Sao cậu không đổ đầy kẹo vào đi nào? Nhìn thích mắt ghê. Bữa tiệc Giáng sinh này vui ghê. Các cậu thích Coca-Cola thật đấy. Tớ uống hết cốc của tớ rồi nè. Để tớ đổ thêm cho. Coca nóng hổi đến đây. Bye nha. Vậy là còn mỗi một mình thôi. Alo. Cho tớ một ly luôn nha. Của cậu nè. Tuyệt quá, cảm ơn cậu. Bye. Chắc mình cũng uống thêm tí. Ủa, từ từ đã các cậu ơi. Tớ có hai tay thôi à. Bớ người ta, cứu tôi. Chả biết mình có đủ nước ngọt không nữa. Thôi nào các cậu, để tớ nghĩ một tí. À biết rồi. Nếu các cậu nghiêng cốc đúng góc thì bạn sẽ đổ đầy 5 cốc trong một lần đổ luôn. Hoặc là 12 cốc nếu bạn có đủ. Hãy gọi tớ là đại lý nước ngọt loại 1 đi nào. Ủa, thật hả? Chà, tự mình đi chơi lễ cũng vui mà. Chắc tụi mình ăn hết cả 50 miếng gà rồi ấy. Bụng tớ hơi nôn nao rồi á. Cậu có nghe thấy gì không? Ha ha. Bụng tớ cũng trộn rộn hết cả lên rồi. Tụi mình chỉ có một phòng vệ sinh thôi. Và nó là của tớ. Vậy á hả? Đùa. Cái vỏ chuối đó đâu ra vậy? Quay lại đây. Quá chậm rồi, đồ cùi bắp. Ha.
Không, tớ cần toilet ngay lập tức Bella ơi. Tớ cũng muốn dùng toilet nữa. Chỉ một lúc thôi à? Tớ không chịu được lâu nữa đâu. Gặp Tào Tháo đúng là khổ thật đấy. Thôi, chẳng ăn tráng miệng nữa. Hay là ăn luôn nhỉ? Mứt sô-cô-la nè. Bà con biết món này trông cực giống cái gì không? Chuẩn rồi đó, đây là nguyên liệu chính của chơi khăm này. Chắc chắn Bella sẽ tức điên lên cho xem. Đúng rồi đó, đúng bẩn hoàn hảo. Xin lỗi cả nhà, chỗ này thì phải vậy thôi. Giấu chứng cứ đi nào. Cái bụng tôi. Giải quyết xong, đã thật sự. Giờ của cậu tất đây. Cậu ổn chứ Thomas? Ôi trời. Ew. Cậu bịnh ra quần rồi kìa Thomas. Đừng có sờ nữa đi. Tùm lùm ra người rồi kìa. Tởm quá trời đất ơi. Cậu thấy vậy à? Tớ muốn ói quá. Trời ơi. Trò này còn hay hơn mình tưởng đấy. Một tô trái cây đầy ụ luôn. Mình sẽ ăn trước một quả này. Hả? Mấy quả cam đâu hết rồi? Tối qua ở đây có trộm cam sao? Chắc camera quay lại hết rồi nhở? Tò mò dã man. Không biết ai là thủ phạm ta. Chỉ có một cách để biết thôi. Nó chui ra từ tủ lạnh kìa. Tô cam của tôi. Biết rồi, phải dạy tên đó một bài học nhớ đời thôi. Lột vỏ tỏi nhá. Chút màu cam sẽ khiến ép tỏi trông ngon lành cành đào hơn. Giờ tớ chỉ cần bỏ tỏi vào quả cam mà thôi. Lấy vài múi ra và nhét tép tỏi vào đó. Đắp vỏ cam lại này. Bất ngờ tuyệt hảo đã hoàn thành. Để xem tên đó có thích món cam này không nhá. Mình ngửi thấy đồ ăn ngon ngon. Mình với đôi mắt bé tẹo. Bữa tối nè. Nhầm hàng rồi. Những quả cam mọng nước ngon lành. Nom 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 nom. Ăn hết luôn. Còn một quả. Ôi sao mà thích kê. Cơ mà hăng thế. Khiếp. Kinh khủng quá. Hiệu quả rồi, món quả Giáng sinh hoàn hảo nhất đấy nha. Wow, quả này bà con, không biết là gì ta. Mở ra và dò một phát nào. Khoan, của chị cơ mà. Không, của em. Bỏ cái tay ra đi bạn ơi. Này hai đứa, dừng lại đi, đã Giáng sinh đâu. Chán quá à. Vâng, tụi con sẽ đợi. Tại em cả đấy, tí nữa là chị biết bên trong có gì rồi. Hay là mình thức đến khi mọi người ngủ say rồi tí hí một chút nhở? Wow, chị ấy ngáy to ghê. Buồn ngủ quá. Không, dậy nào, món quà, tập trung đi. Uống thêm cà phê nào, phải tỉnh táo lên. Chắc hiệu quả rồi đấy. Không. Biết ngay là con bé sẽ thăng trước mà. Ngủ ngon nha. Đến lúc tặng con bé một món quà nho nhỏ rồi. Thế nào cũng đỉnh lắm đây. Nhìn giống tuyết phết chứ đùa. Đáng đời lắm nhá. Dậy rồi này. Gì vậy? Chân mình. Sao mình ngửi thấy mùi kem? Nhìn em như hầm ấy. Đẹp đè. Sao chị nỡ lòng nào làm thế? Không biết âm nhạc có làm tăng sự thèm ăn không nhỉ? Vì tự nhiên mình thèm hot dog quá trời ấy. Thịt tươi ngon tới đây. Tất nhiên là chỉ một tẹo tương cà thôi. Và mù tạc nữa chứ. Y như đi nhà hàng luôn ý. Yum. Suýt quên. Nhìn hot dog ngon chưa kìa. Tự nhiên được ăn chùa. Hay là thôi nhỉ. Đùa đấy.
Hả? Thomas, quay lại đây nhanh lên. Đúng là con quái vật tham ăn. Cậu ấy thích hot dog đến vậy sao? Thế thì để tớ cho cậu tọa nguyện. Nhưng trước tiên, mình cần mấy cái que xiên. Giờ chỉ cần nửa cái hot dog thôi. Hoàn hảo. Giờ xiên que qua phần đầu. Rồi xiên một que nữa qua đáy. Kẹp que lại và phun đầy tương cà lên. Phải đổ thật nhiều lên nhá. Nhìn như thể mình bị mất một ngón tay ấy nhỉ. Thomas sẽ nghĩ thế cho mà xem. Đúng ý mình. Thomas, cứu tớ. Ngón tay tớ. À! Máu phun ra khắp nơi rồi. Hả? Cười cái gì vậy má? À! Thôi đi. Nhìn nè Thomas, tớ có sao đâu. Chỉ là hot dog thôi. Thông minh dễ sợ ha. Và 3, 2, 1, go. Mình thích marshmallow. Và nhìn của cậu kia. Đừng có mà sờ đâu nhé. Tớ sẽ măm măm của tớ vậy. Nhưng phải làm cái này trước đã. Tớ vẫn làm vệ khi đi cắm trại đó. Giờ nó sẽ mềm mềm ra. Cục kẹo giả chảy ra rồi kìa. Giờ thì xuất sắc luôn. Au, nóng quá nóng quá. Nhưng nhìn nó ngon chứ nè. Đến với chị nào. Măm ngon hết sảy. Dù cho có hơi bẩn tay xíu xíu. Ăn mãi không chán luôn ý. Lẽ ra tớ nên làm thêm vài miếng nữa nhỉ. Cậu ăn như heo ấy. Gì chứ, tớ không thích vừa bẩn đâu. Nhìn đây nè. Thì tớ nhìn này. Thôi xong. Đừng mà. Cảm ơn tớ sao cũng được nè. Con chim nào đó mới ý à? Hay là do cô gái bị lửa ám ảnh kia? Biết thế mình đã không làm trò đó. Tớ sẽ phải cắt chỗ tóc này ra mất. Mở đi Lizzie. Tớ hơi lo lo ấy. Hay cậu mở trước đi. Thôi tùy cậu Lizzie. Thế cậu bỏ lỡ gì chưa? Bánh donut ngon. Nó cứng như gạch đó gái. Ôi không, răng tớ. Có ghê lắm không? Chà, cũng hơi hơi đấy. Giờ cậu ăn đi bạn với trà bè. Nó thật ấm và thơm ngon. Nhìn lớp kem phủ hấp dẫn kia kìa. Cứ như là mơ vậy đó trời. Nhưng mình muốn ăn kem với chút cà phê nữa. Đúng là sự kết hợp đỉnh của Chop luôn. Đợi tôi nhé. Thật bất công mà. Hay là hình như may mắn lại mỉm cười với mình rồi. Chỉ cần chút màu thực phẩm thôi là sẽ tuyệt lắm cho xem. Lizzie chẳng ghét gì bằng màu xanh lạnh giá cả. Hãy bơm đầy bé ú này vào nào. Chuẩn luôn. Cậu ấy quay lại kìa. Tớ đã pha một cốc cà phê nóng thơm ngon rồi nè. Mâm thôi nào. Nhìn ngon và ăn cũng tuyệt nữa. Oh yeah. Nhìn ngon thật. Giờ thì làm một ngụm cà phê nè. Chuẩn, thật là sảng khoái. Cậu đã sẵn sàng chưa? Vào việc thôi. Dính trưởng nhé. Chuẩn bị mà ăn hành đi. Tiếp nào, tấn công mau đi. Gì vậy trời? Đủ rồi đấy. Thôi xong, tụi mình gặp rắc rối lớn rồi. Các em đều gặp rắc rối rồi đó. To dã man luôn. Em xin lỗi cô.
cổ bắn không trượt phát nào đâu. Tớ trước cho. Không, tớ trước. Hay mở cùng đi. Boom, món này trông hay ho thật đấy. Cậu sẵn sàng tiêm chưa gái? Sao lại không? 3, 2, 1, thưởng thức thôi. Ai sẽ hoàn thành ống của mình trước đây ta? Ha, uống cái thứ hai nào. Trời ơi, tớ phải cố bắt kịp cậu mới được nào mì ạ. Cứ mở đi nhé bạn tui. Sắp xong rồi đây. Hoàn thành. Cùi bắp thế. Vậy thì tụi mình hòa rồi nhở. Trời ơi, no căng cái bụng luôn. Nhưng cũng đáng mà. Cho tớ sao, mình có nên phát biểu gì không ta? Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chiếc bụng đói này và cả cơ thể hoàn mỹ này nữa ạ. Hồi hộp quá đi. Tớ trước nhá. Đây có phải là món tớ đang nghĩ tới trong đầu không thế? Kẹo cứng xanh dương á. Hương mâm xôi xanh đấy. Mấy viên kẹo này ngon muốn khóc luôn. Nhoáng cái là hết sạch cho xem. Còn đúng một cái. Kìa. Tự nhiên tớ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Lạ thế. Tay tớ biến thành băng luôn rồi. Cảm thấy hơi bị ngầu luôn. Cái gì thế này? Ê, Naomi ơi, chụp lấy. Uầy, trò này mới nha. Mình biết rồi, tăng nhiệt độ lên chút là được ấy mà. Ớt siêu cay, siêu cháy đây. Trời ơi, cay muốn khóc luôn. Wow, có chuyện gì vừa mới xảy ra thế ông ơi? Gì, dù sao thì tớ cũng sửa sai rồi. Giờ đến tớ. Wow, nhìn như mấy bàn chân nhỏ xíu ấy. Vị như là rượu punch hương trái cây vậy. Có chuyện gì thế ta? Chân của tớ buồn đi lắm rồi luôn. Thôi xong, tớ lượn đây. Không biết là đi đâu, nhưng tớ cứ phải đi thôi. Thế bye bye nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mọi người tốt với em quá. Em không biết có được gặp lại bạn em không nữa chị ơi. Chân của cậu ấy cứ thế mà chạy đi ạ. Sau khi ăn mấy cái kẹo này đó chị. Em lo quá đi mất chị ơi. Này Thomas ơi. Naomi à, cậu về rồi sao? Cảm ơn chị thám tử nhé. Cậu đi chơi có vui không? Tớ nhớ cậu lắm luôn ý. Giờ nhẹ nhõm cả người. Nghĩ sao mà cậu lại thích đi xem cái phim dở tệ này hả? Không biết hội chị em của mình đang làm gì nhỉ? Gì vậy má? Tớ đang xem mà. Làm gì thế ghê? Tối thứ sáu mà thế này thì phí thật. Này Bella, cậu nhai to thế. Thật luôn đó hả? Nhìn cái bản miệng đó kìa. Ăn thì khép khép cái miệng lại cho tớ nhờ. Không nghe được cái gì cả. Dì, xin lỗi nhé. Làm gì khó thế? Ai mà mua bắp rang bơ làm gì? Ít ra thì mình còn chút nước ngọt. Bella, làm ơn im lặng đi trời. Cảm ơn nha. Xem phim cũng không được yên nữa. Cứ chèm chép suốt thế không biết. Thôi, đủ rồi đấy nha. Cậu ấy ngủ gật rồi. Nhài khỏe thế không kiệt sức mới lạ. Lại không cất điện thoại rồi. Giờ, tụi mình bày trò tí nhé bà con. Trước hết là chuẩn bị băng dính hai mặt. Cậu ấy vẫn ngủ à? Ngon. Ha, dính như keo 502 luôn. Băng giang đây, thương người đẹp ngủ trong nhà. Và đừng quên nước ngọt nhé. Cầm chắc này. Và giờ hành động thôi. Tìm số Bella cái nào. Gì đây? Và bắp rang hành động rồi. Cả nước ngọt nữa. Trò này phải gọi là hoàn hảo. Cậu bị điên à Thomas? Chào nhá. Cuối cùng cũng về tới nhà sau một ngày vất vả. Gỡ giấy ra nào. Nhưng đống hỗn độn của Emily lại biến thành vấn đề của Nick trong chớp mắt. Gì đấy? Đôi giày ngu ngốc này.
Nhưng ngày qua ngày, Emily vẫn cứ thế. Lại là giày. Con nhỏ này không biết cái kệ giày là gì hết hả? Cho dù là giày cao gót. Hay là giày bốt. Wow. Thì đôi nào của Emily cũng nằm ngay cửa. Emily. Mình phải dạy cho Emily này một bài học mới được. Lam hồng không bà con ơi. Để xem mang vào chân như thế nào nhé. Được rồi, vào trong đi nè. Cái này mềm thật đó. Và trở lại hiện trường thế nào. Cậu ấy sẽ phải mang giày trước khi đi ra ngoài. Hay ho rồi đây. Sao giày mình lại hồng lên vậy? Cái quỷ gì thế này vậy trời? Nó vẫn đang trào ra khỏi giày nè. Nhìn y như nhân muộn màu hồng vậy đó. Mà sao nó lại có ở trong giày mình vậy? Không, không ổn rồi. Gớm quá đi má ơi. Lần sau còn dám để giày ngay cửa nữa hay không nè? Kevin. Lên lên lên. Ok con dê. Có keo là biết sẽ dính lắm cho mà xem. Một đốm trên bàn là được. Và cái cốc này đã dính chặt rồi. Khá là ổn áp đấy chứ. Keo siêu dính mà. Xong cả rồi. Chờ xem trò hay thôi. Mấy đứa này đang nghịch ngợm gì phải không? Không ạ. Tốt, bắt đầu học nhá. Kìa, cô sắp dính trưởng. Cơ, mình không hiểu sao lại thế này. Nhanh nào, nhấc lên đi chứ. Cơ, không thể chịu nổi. Đủ rồi. Ta kêu gọi siêu năng lực nhất độ. Ngon quá. Các em thấy sao hả? Tớ không ngờ cô lại làm được thế luôn. Ôi trời ơi, cá chắc là mình sẽ làm được gì đó với đống tiền này rồi. Wow, vàng dòng này, cho tớ xin nhé. Nặng quá, đừng lo, tớ cầm được rồi. Cậu thấy mấy thỏi vàng của tớ không Tina? Tớ thấy hơi bị xịn sò luôn đấy. Chắc chắn là tớ có thể dùng cái này để cải tạo phòng. Và giờ đến lúc làm rồi. Nóng quá nha. Tuyệt, chuẩn rồi, chảy ra đi vàng sang chảnh. Nãy giờ rất ổn luôn. Phủ, cơ mà mình thấy hơi nóng xíu. Vậy chắc là đủ rồi. Mọi người sẵn sàng xem trò này chưa nào? Vì tớ sẽ thêm kim tuyến vào vàng, càng long lánh lại càng tốt mà lị. Giờ tớ sẽ dùng cái này để khuấy hỗn hợp ở đây. Cọ ơi, sẵn sàng chưa nào? Vì đã đến bước sơn rồi đấy. Oh yeah, nhìn tuyệt lắm luôn. Xem đống vàng ấy kìa. Ok, cọ của mình đã được phủ đầy sơn. Mình đã sẵn sàng rồi đây. Lăn cái này và xem có xinh đẹp không nào. Phải sơn từng lớp một để không bỏ sót bất cứ điểm nào nhá. Hóa ra là tuyệt hơn mình tưởng cả triệu lần ý. Được rồi, để xem mình có thể dùng cái gì nào. Lấy đống màu này xem nào. Giờ mình sẽ lén lén phán khỏi đây. Úi. Cô gái đang làm cái gì thế hả? Chào anh bảo vệ, chuyện này không như anh tưởng đâu. Em phải trả tiền, không thì trả lại đây. Anh sẽ theo dõi em đó. Wow, tường của cậu nhìn xịn sò quá Matthew ơi. Không thể tin nổi luôn. Này Tina, ở nguyên bên của cậu đi chứ. Phải rồi, nhưng ít ra thì mình cũng có sơn để tô rồi đây. Ok, bắt đầu với màu tím được nha. Và hãy để trong lúc hoàn thành trò này. Wow, xem chỗ màu ấy chảy xuống hay chưa kìa. Nhưng đến bước tiếp theo nào, tớ cần chút sơn lên tay nữa. Giờ phải chắc chắn rằng tay mình đã phủ đầy sơn đã nhé. Giờ ấn dấu tay lên tường nào. Đập tay đi Matthew. Đùa thôi má. Ok, đã đến lúc nhận xét bức tường của hai bạn rồi đấy. Wow, tớ rất ấn tượng với tác phẩm của cả hai cậu. Nói thật đấy, giờ chuyển đến phần giường nha. Ly cuối cùng rồi nè, có lẽ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ông già Noel tới rồi.
Thật sao? Hạnh phúc quá má ơi. Quà nè. Wow. Lưng tôi, mông tôi, đau muốn xỉu luôn ấy. Sao trên sàn có đầy nước ngọt thế này? Giáng sinh à lành nhớ. Chúa hề đấy, cậu lo mà dọn đống này đi. Cảm ơn ông Noel, cười nè. Trời ơi, ông già Noel thật kìa. Ông ơi, u là trời. Chào ông già Noel, tuyệt vời quá. Các cháu chắc ngoan lắm nhở. Của tớ. Không, của tớ, đưa đây cho tớ. Bỏ cái tay ra, ông cho tớ mà. Sao mà ông chóng mặt quá. Cười nè ông ơi. Ông phải sửa danh sách rồi. Ủa, tớ cũng muốn chụp ảnh. Cười hô 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 nè. Tớ muốn gặp ông già Noel lắm rồi. Sẽ vui lắm cho xem. Đương nhiên là vui rồi. Tớ vui đó. Dùng chút phẩm màu nè. Xanh lá cho hợp Giáng sinh nhá. Tiếp theo là mở nắp và lấy xi lanh hút thuốc nhuộm ra. Lấy một viên kẹo và rồi dùng xi lanh bơm màu vào trong chiếc kẹo đó. Và bước cuối cùng chính là bỏ chiếc kẹo lại ống nè. Bắt đầu trò vui này thôi. Ê, này, gái muốn ăn kẹo không? Tuyệt, tớ thích kẹo lắm. Mơn nhá. Bạc Hà nè, cảm ơn bạn yêu. Santa ơi, con chào ông ạ. À. Nhìn máy ảnh và cười này. Ảnh này thế nào cũng cưng xỉu cho xem. Buộc tóc lên trông cũng xinh chứ bộ. Có vẻ tóc em cần rối hơn một chút mới đẹp đó em yêu. Anh quá đáng quá đi mất. Giờ em phải sửa tóc lại. Chán quá vậy trời. Hết sạch bim bim với nước ngọt rồi. Này, gặp sau nhá đồ đầu tổ quả. Tên này đáng ghét quá. Không sao, để vào nhà tắm sửa tí là xong. Sao anh ấy cứ phá tóc mình mãi thế không biết. Mình chẳng làm gì tóc anh ấy cả. Kể cả chỉ là đùa. Và giờ mình còn phải giặt đồ nữa ấy. Khoan đã. Cái chậu giặt này là mình nảy ra một ý tưởng này nè. Chuẩn bài. Trò này không đỉnh mới là lạ đó. Trước hết mình cần chút nước. Thế là đủ rồi. Giờ mình tới phòng tắm với chậu nước của mị nào. Phiêu, nặng dễ sợ đó. Ok, phải bỏ hết đống đệm sofa này ra đã. Đến lượt mày này chậu ơi. Nằm ngay ngắn ở đây nhé. Kéo cái chăn về lại chỗ cũ để che chậu đi nè. TV đã bật. Còn mình sẽ ngồi chờ đây. Ý, anh ấy kìa. Anh mua xỉ nách về rồi đây. Gì vậy trời? Sao mông mình ướt thế này? Chờ đáng đời cái đồ nhà anh. Ghét quá đi mất. Ướt sũng rồi. Em cứ đợi đấy nhé Sophia. Đúng là một buổi mua sắm thành công. Hết hồn luôn đó. Sao cậu cứ hù tớ thế? Đúng là nhát gan. Gặp cậu sau nhé. Phim này ghê quá. Wow. Phim đó thì lại hơi nhẹ nhàng. Sao lúc nào cậu cũng dễ giật mình vậy? Tớ không thấy điều đó vui đâu. Cậu sẽ khiến tớ lên cơn đau tim mất. Cậu sẽ bị trừng trị cho mà xem. Mình phải hù lại cậu ấy mới được. Trò này thì thường quá. Hình như mình có thứ gì trong này. Mình cần phải lên kế hoạch một chút. Nhớ cái này không? Cậu ấy cứ tưởng thế là ngầu đấy. Mình có thể sử dụng những thứ này. Mình cần cái này nữa. Mình sẽ ở trong nhà tắm. Lấy một cái áo hoodie bình thường và bỏ bong bóng vào chỗ cái đầu. Cắt một tấm hình có cái đầu với kích thước thật của bạn, rồi đặt lên quả bóng. Nhét cái hình đó vào mũ để trông thật hơn. Giờ kéo sợi dây ra rồi rút lại. Nhớ phải làm cho đẹp và chắc nhé. Tuyệt vời. Dán băng keo trên đầu và đặt nó lên bồn toilet. Nhớ là phải dán băng keo vào nắp bồn nhé. Để nó ở yên vị trí khi mở bồn toilet ra. Xong xuôi rồi. Soda ngon không Steven? Chắc là cậu đang cần đi vệ sinh nhỉ? Vâng, đúng như kế hoạch luôn. Tớ cần phải. Hả? Cái quái
cái gì vậy hả trời? Bella! Hình như có tác dụng rồi đấy. Đừng nhây với tớ. Đây là một đám đông khó chịu. Và hiện giờ, họ đang ở đây để thưởng thức một tiết mục ghê rợn. Chỉ một giây nữa thôi, ta đầu Steven sẽ biến mất. Để tôi xoay một chút. Như là vặn cái nắp chai vậy. Wow! Đầu Steven vừa bật ra. Đúng thế đấy. Ai đó gọi cho mẹ của Steven. Hay cảnh sát đi. Nếu các bạn thấy mẹo nho nhỏ này hay cực, tiếp theo đây là những trò khác còn vui hơn. Có người trong đó rồi hả? Còn lâu không vậy? Chờ chút. Nhanh dùng đi. Chờ một chút. Năn nỉ đó, tớ sắp không xong tới nơi rồi. Tớ sắp bính ra đây luôn rồi đó. Nick thực sự phải rèn luyện tính kiên nhẫn đấy. Thôi xong cậu ấy chẳng bao giờ ra đâu. Nhưng tớ biết làm thế nào để cậu ấy tự ra đó nha. Một trò đùa slime hơi kinh kinh. Cậu ấy ra rồi. Xong rồi đó. Muốn làm bạn bè gớm tới cổ hả? Đầu tiên trải vài lớp màng bọc thực phẩm. Đặt bệnh ngồi xuống. Và bây giờ thì cho slime lên. Eo ơi, nhìn cái thủy này y chang một đống ấy. À mà thôi, trông tuyệt lắm rồi đây. Mình nên ra khỏi đây thôi. Đến lúc rồi. Rồi. À, cái quỷ gì thế này? À, gớm quá má ơi. Bữa trưa có món gì thế? Tớ đói quá. Ăn không? Không, tớ đang cố ăn uống lành mạnh một tí. Uống của tớ không? Cảm ơn nhé. Eo, mùi như cỏ thế. Đưa cái thứ đó tránh xa tớ ra đi. Làm gì mà ghê thế chứ? Đúng là dở thật. Sô-cô-la của Steven kìa. Mình biết Steven sẽ chọn gì. Đến lúc đùa chút rồi. Món bắp cải bì này sẽ ngọt hơn rất nhiều đấy. Ghim một miếng vào cái que dài thế này, rồi nhúng vào sô-cô-la nóng chảy. Xong rồi. Đừng quên rắc chút topping nhiều màu lên nhé. Càng nhiều càng vui. Ai muốn ăn ít bánh kẹo mút không? Trời, món khoai tây này ngon thiệt. Nè, Steven ơi, còn bụng ăn tráng miệng không bạn ơi? Cậu cho tớ thật á. Bella, cậu là số 1 đó. Bên trong có vani không? Ôi, cái món này cứ như là đồ thiêu bọc sô-cô-la vậy. Đúng là thế đó. Tớ thấy hơi kỳ kỳ. Oh yeah. Gì vậy? Có ai có vé xem đấu súng không? Hình như cậu có ghế ở hàng đầu đấy. Không món đồ nào qua được mặt mình đâu. Tối nay sẽ đỉnh của Chop cho xem. Wow, đi nào gái. Hai nàng dừng lại chút nào. Mình thích nhiệm vụ này cực kỳ. Không đồ ăn nhá. Nhưng... đưa đây cho tôi. Phải vứt rác mới đúng luật. Wow, đúng là đồ phá đám. Nghề này vui dã man. Giáng sinh an lành. Ứng lại nào Santa ơi. Ông là Santa thật sao? Hình như hồi nãy ông ăn trưa hơi nhiều nhở. Tôi đùa ông già Noel thôi. Ông vào đi. Cảm ơn nhớ. Sao cậu vui thế hả? Không có đồ ăn nên bữa tiệc này chán nỏm ấy. Santa có quà cho các cháu đây. Wow, kẹo kìa. Hô hô hô, hết sảy luôn. Chưa hết đầu nhớ các cháu. Cho tớ, của tớ mà. Món tớ thích này. Quẩy nhiệt nào. Được rồi, giờ thì dán hồ nào. Tuyệt. Chiếc xe mơ ước của tôi đây thưa quý vị. Còn Bella thì chẳng bao giờ quan tâm ba cái xe cộ cả. Sao da mình dạo này khô thế nhở? Thêm một chiếc nữa là xong. Hồ dán bẩn với dính quá đi mất. Làm sao để lau sạch đây ha?
nhìn cứ như da mình đang bong hết cả ra ấy. Gì? À, đây. Cảm ơn nhá. Mình đang cần dưỡng ẩm đôi bàn tay thô ráp này. Nhớt thế. Cái chai này tuyệt thật. Oh, cậu ta dùng hơi nhiều rồi đấy nhỉ. Ai lại lấy cả đống như thế cơ chứ? Thomas. Mình phải giết cậu ta mới được. Nhìn đồng hồ dán kia kìa. Mình biết cách trả thù cậu ta rồi. Mượn cái này một tí nhá. Được rồi. Phải nhanh lên mới được. Bạn chỉ cần một cái chai rỗng và thật nhiều hồ mà thôi. Đây rồi nè. Trò này sẽ đỉnh lắm đây. Nhưng cậu ấy phải cắn cầu kìa đã. Được rồi này. Diễn nào Bella. Tay tớ lại bị dính rồi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không xin nữa. May mà Bella còn nhiều gel dưỡng. Tay mình sẽ mềm lại ngay ấy mà. Nó không thấm vào da tí nào cả. Dính rồi. Hả? Da mình bị làm sao thế này? Lột da như rắn ấy. Bị nguyên cả tay luôn nè. Trời ơi, da tôi. Hả? Thomas, tỉnh dậy đi, không sao đâu. Tỉnh dậy, đồ ngốc, hồ thôi mà. Tớ trêu cậu tí thôi, cậu có bị chóc da đâu. Cái rồi, tụi mình sẽ treo những giải giấy màu ở trên này ha. Anh thấy được không? Lẽ ra anh ấy phải giúp mình chứ. Đến lúc dạy cho anh yêu một bài học rồi. Ok, mình đã có xà phòng và một quả bóng rồi. Đặt quả bóng nước ở ngay đây nhé mọi người. Và tưới xà phòng đầy sàn. Được rồi, giờ đánh thức anh ấy dậy nào. Nước ở khắp nơi kìa. Wow. Gì vậy trời? Em bày trò này hả? Ý trời. Thôi, em đi đây. Stacy hay Matthew vậy? Nhớ cho tụi tớ biết trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé. Và đừng quên viết rõ kết quả ra nhé. Tiết này chán chết đi được. Thôi, thở khò một lát vậy. Tiếng gì thế nhở? Ngủ sao? Em đó dám ngủ trong lớp của tôi hả? Dậy đi, dậy mau lên. Cô đang gọi cậu kìa. Mình sẽ dạy cho con bé biết thế nào là lễ độ. Tưởng cứ thích là có thể ngủ trong lớp của tôi như vậy sao? Cặp kính VR này sẽ dọa con bé một phen. Lâu lâu mình nghĩ rất nhiều trò hay ghê. Mình sẽ đeo cái này vào cho con bé. Đó, bắt đầu thôi. Dậy đi. Mình đang ở trên tàu lượn này. Cứu, sao tôi lại ở đây chứ? Ôi, cái vòng lộn ngược, đáng sợ quá. Hải dã man con ngan, nhìn em ấy xoay xoay kìa, nghiêng ngả trong buồn cười dễ sợ. Ôi trời đất, tìm mình muốn nhảy ra ngoài luôn. Đây là lớp hài hước nhất cô từng dạy đấy. Ê, mọt sách. Phương trình của tớ. Thì sao? Có cái gì mà căng? Mượn. Cảm ơn. Khỏi, chả dám. Đủ thô lỗ. Hóa ra là con dán đồ chơi. Bạn tốt là phải chia sẻ đồ chứ nhỉ. Cậu ấy sẽ quẩn quại cho mà xem.
chơi thôi nào. Cơ, gì vậy trời? Cậu cứ dãy nảy lên thế. Nó đang bò ra kìa. Ôi mẹ ơi, sao to thế kia? Xin cậu đừng thả nó ra. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống ta mất. Chết đi, rán, chết đi. Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cứu tớ với anh bạn ơi. Bóng bay là bạn thân của kẻ chơi khăm. Cậu ấy đang tới kìa. Ngồi đây đi nè. Cảm ơn nha. Đừng. Bữa trưa của tôi. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Jared ơi. Ha ha. Làm gì căng vậy? Vui mà. Chết xử mất rồi. Đợi tớ tí. Làm sao ăn nổi nữa đây? Bóng bay là vũ khí mà Jared lựa chọn sao? Vậy thì cùng chơi trò này đi. Không cần xúc xích nữa. Ngửa như in ấy nhỉ. Và với loại gia vị thích hợp, bạn còn chẳng biết. Nó không phải là đồ thật. Xem cậu ấy dính trưởng thế nào. Có coca ăn mới ngon. Hả? Cơ. Hot dog kiểu gì thế này hả trời? Tớ chịu. Nhịn cười không nổi. Lên đầu để đi chơi tôi cũng khá căng thẳng đấy. Mình mệt quá đi mất. Mấy giờ rồi nhỉ? Này, không phải bạn đang nghĩ tới việc vào phòng tắm chứ? Thưa quý vị và các bạn, hãy chuẩn bị đi nào. Mình sẽ thắng trận này cho xem. Vậy sao? Đừng hỏng nhé bạn ơi. Kệ cậu chứ. Sẵn sàng, chạy. Bella vào trước. Bella, không. Úi, chẳng công bằng chút nào cả. Cô ấy làm mình bực mình lắm rồi đấy. Chắc mình phải chuẩn bị một trò đùa cho nàng ta thôi. Nhưng phải làm gì đây ta? Cô ấy sẽ cần chìa khóa nhỉ? Nhưng sẽ khó lấy tụi chìa khóa lắm nếu chúng ở dưới nước. Đổ đầy nước vào này. Và để mọi chuyện thú vị hơn thì hãy lật ngược ly lại nhé. Rồi kéo nó vào bàn. Trời, mình giỏi dễ sợ. Mình phải nhanh lên thôi. Xem có đủ mọi thứ chưa nào. Cơ, đó là chìa khóa của mình sao? Sao lại thành ra như vậy chứ? Thôi nào. Không. Chắc mình phải hành động nhanh hơn một chút. Sẵn sàng. Lật. À! Đầm của mình, tóc của mình và tất cả mọi thứ khác. Chắc mình không ra ngoài sớm được rồi. Mình sẽ giết Steven. Nhưng mà phải lau khô người đã. Các em phải học bảng tuần hoàn vì nó rất quan trọng. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy nói gì cũng chuẩn. Điện thoại à? Tuyệt đối không được dùng. Vâng, em biết mà. Đây, chúng em cất rồi ạ. Tốt lắm. Đợi thầy uống nước chút xíu nhá. Uống nước xong sảng khoái cả người. Được rồi, quay lại với các nguyên tố nhá. Thôi rồi, chờ một chút thầy đi hái hoa nhá mấy đứa. Còn mỗi tụi mình trong lớp. Ê, cậu có muốn trêu thầy không? Cho thầy một vố đi. Mở ra đi. Còn tớ lấy băng dính. Được rồi, dán vào miệng chai này. Sau đó đóng nắp như cũ. Trò này sẽ vui lắm đây. Quay về chỗ nhanh đi. Đập tay chúc thành công nào. Phiêu. Nhẹ cả người. Ừ, cổ họng rát thế nhở. Tại mình giảng bài say mê quái mà. Hả?
chai nước của mình sao vậy? Thầy bị lừa rồi kìa. Không giống sách vật lý dạy tí nào. Sao nước lại phản lại lực hấp dẫn như vậy chứ? Là một trò đùa sao? Ai bày ra chuyện này vậy hả? Lúc nãy trông thầy ngố lắm. Không gì thích bằng đem máy tính mới toanh về nhà. Hợp với cái bàn của mình dễ sợ luôn. Ôi, thật là sang bóng mà. Rồi sẽ cực vui cho mà xem. Đúng là một ngày mệt mỏi. Để tao lau cho mày nha. Sáng bóng như mọi khi luôn. Này máy tính, hôm nay mày bụi bặm quá. Tao mua cho mày cái này hay lắm nè. Hay mày thích cái này? Dán chỗ này đẹp nhất đó. Này, cho tớ mượn máy học xíu nha. Không, tớ đang rất bận. Tớ không dùng lâu đâu. Vậy là không là không. Ra khỏi chỗ này đi má. Đó, quá là hoàn hảo. Không ai được đụng vào chiếc máy tính quý giá của cậu ư? Để xem. Cái màn hình giả này sẽ khiến cậu ấy hoảng lắm cho coi. Dễ ẹt. Thật buồn vì mình không có bắp rang. Và bước cuối cùng. Steven! Bella, tôi đến ngay. Sao thế? Tôi lỡ tay. Gì cơ? Không! Tại sao chứ? Trời ơi! Máy tính của tớ. Giờ mà cậu còn cười được à? Khóc lóc gì bạn ơi? Đó chỉ là màn hình chờ thôi. Mình chưa bao giờ thấy vui như vậy luôn đó. Giờ tớ làm bài tập được chưa? Nhưng nếu cậu làm trầy, tớ thề tớ sẽ... Đúng là một sai lầm khủng khiếp. Cái cây này đẹp quá đi. Đồ trang trí kiểu cổ điển này hợp thật. Để tớ trang trí cùng nhé. Ừ, càng đông càng vui mà. Muốn xem quả trầu mà tớ thích nhất không gái? Đã bao giờ cậu ước được ăn một quả chưa? Vị anh đào đó mọi người. Có vệ sinh không đây Tina? Yên tâm đi, tớ tự làm mà. Dễ lắm, để tớ chỉ cho. Trước hết, đổ kẹo dẻo màu đỏ vào một cốc nước. Khuấy nhanh và đều tay nhé. Khi nước đã đỏ rồi thì hãy dùng xi lanh thực phẩm hút lên. Để cốc sang một bên và bơm chất lỏng khi nãy vào một quả bóng nhựa. Bơm đến khi đầy quả bóng thì ngưng nhé. Đóng lại bằng một cái móc trang trí nè. Rồi bỏ vào ngăn mát, gỡ vỏ nhựa ra và boom. Đã bảo là dễ làm mà. Tớ cũng muốn thử. Xin nha. Vị gì đây nhỉ? Dứa, tớ mới là thơm nè. Ấy, cẩn thận bức tường kìa. Đang làm gì thế Nick? Này Nick. Alo. Đắp mặt nạ với tôi không bạn? Kiểu như tận hưởng spa tại nhà ấy. Thực ra thì nghe cũng hay ho đó. Dùng cái mặt nạ này đi. Hàng đặc biệt của Nick đó. Nhớ nhắm mắt lại đó nha. Để chọc hai cái lỗ mũi đã. Mát mẻ với thoải mái lắm đúng không? Giờ thì thả lỏng ra nè. Tôi nghĩ cái này sẽ làm nhỏ lỗ chân lông của cậu đó. Tí tớ quay lại nhé. Nãy chơi tới đâu rồi ta? Cái mặt nạ này hơi bị nặng quá. Khoan đã nào. Sao nó lại hơi dính dính nhỉ? Với mùi cũng kỳ cục lắm. Thôi được rồi, thư giãn thế là đủ. Xem nào.
Ừ, cậu ta đắp cái này lên mặt tớ à? Một con slime thế ghê. Làm cái gì vậy hả? Thôi chắc mình cũng đáng nhận cú này. Nhưng mà cũng kỳ, tớ thấy da cũng khá là mịn đó. Yay, các cậu đây rồi. Lâu lắm mới gặp đấy nhá. Ôm gì mà lâu thế cả hai ma bà. Gặp cậu tớ cũng thấy vui ghê đó, Betty. Ngồi trước đi, Kevin. Chắc tớ ngồi ngay đây luôn nha. Tớ đã chuẩn bị loại kẹo cậu thích rồi đó. Con nhỏ này làm mình bực quá. Dám liếc mắt đưa tình với Kevin như vậy hả? Mình phải ra chỗ khác để định thần lại mới được. Mị phải làm gì đây ta? Bánh kìa. Để thử xem kem này có ngon không nè. Ý, có cuộn băng dính hai mặt ở ngay đây nè. Bà con biết mị nghĩ gì không? Hai người đó đáng nhận được một bài học nhớ đời. Được rồi, băng dính đã sẵn sàng. Giờ đặt chiếc bánh trở lại chỗ cũ nào. Này, hai cậu nói chuyện xong chưa? Betty, nghe cậu có đồ ngọt không? Tớ đói meo cả bụng rồi á. Có chứ, để tớ đi lấy bánh cho cậu. Sao anh để cô ta tán tỉnh mãi vậy hả? Lo lắng cái gì, ăn kẹo không nè gái. Cái bánh này là ngon hết biết luôn đó. Kevin sẽ mê chắc luôn. Sao mình không nhấc nó lên được? Cố lên nào. Không, bánh đập vào mặt mình mất rồi. Trời đất ơi, bánh dính hết mặt tớ luôn hả mọi người? Nhìn có ghê không? Cả lớp bánh lẫn lớp trang điểm của tớ bị hỏng hết rồi. Nhưng mà bánh ngon phết đó nha. Chào buổi tối các cô. Mở túi kiểm tra xem nào. Rồi, biết rồi. Xem nào. Tôi đoán như thần luôn. Không được mang đồ ăn nhá. Làm ơn đi. Anh có thể phiên phiền cho tụi em lần này không? Khuôn mặt đáng thương nhở. Không nhớ. Đủ quá đáng. Giờ làm gì đây? Này, hello, khỏe không? Giảm đi bạn mình. Cảm ơn nhá, hôm nào đi ăn nhá. Ok luôn. Nhưng cô đấy, tụi mình... Alo. Nghe này ông anh, chúng tôi sẽ vào trong và mang cả kẹo đi cùng luôn. Ông anh không cản được đâu, anh cà khịa nhầm người rồi đấy. Tôi mới biết tên của quản lý và cấp cao hơn nữa. Tôi sẽ viết một cái email cực dỗi luôn. Anh nghĩ anh là ai hả? Chán quá đi mất. Anh làm gì đấy? Sao anh dám hả? Khoan, tôi có ý này nè. Wow. Ngồi xuống nào. Tụi mình có thể giấu hàng trong tóc cậu á. Sao cậu không nói sớm hơn? Đừng di chuyển. Sắp xong rồi, tớ chỉ cần buộc tóc nữa thôi. Xong, giờ thêm vài mấy phụ kiện nhá. Nhìn dáng xinh hết sức. Đấy, một bộ tóc búi cao đáng yêu cùng vài thứ bất ngờ. Thông minh ghê. Wow, nặng thật đấy. Trông tớ thế nào? Hoàn hảo. Đi thôi. Nữa hả? Mở túi ra nào. Dừa lòng chưa? Ok, hai nàng vào đi. Úi, xin lỗi nha. Nhanh, vào đi. Tóc gì mà to dã man. Hiệu quả rồi, yeah. Ôi, cô ấy là thắng nước ngọt á. Hay thế. Wow, yeah. Cứ tự nhiên nha. Tôi biết phải làm gì rồi. Gửi họ đến trường nào. Ngôi trường này trông hay ho phết. Chắc là vui lắm à nha. Số phòng trông khá là đáng sợ rồi đấy. Mời cậu đã ly gì? Hình như đây là phòng của tụi mình nè. Là trời. Nhìn chỗ này nè, bừa bộn quá đi thôi. Chờ chút, còn hơn thế nữa. Mình phải sửa sang lại thôi. Không, sao họ có thể để mình sống ở căn phòng như vậy chứ? Bình thường mà. Eo ơi, sao cậu ta có thể chịu được chứ? Chắc lại nghèo chứ gì. Nhìn này, có một cây chổi. Tụi mình có thể dùng nó để dọn chỗ này được đấy. Thực ra thì mạng nhện dễ dọn đấy mà. Ở đây cũng có rất nhiều rác các kiểu nữa. Quét cũng đơn giản thôi. Phải lấy mớ báo này ra khỏi tường mới được. Đấy, trông ổn thì áp hẳn luôn. Vào thùng rác dùm cái. Sao có cả đống dây dợ thế này. Ok, đến lúc lấy giường ra rồi. Đúng là ấm cúng mà. Lizzie, còn nhiều chỗ lắm đấy. Nằm cùng không nào.
Khỏi nhớ, cậu nghĩ tớ sẽ phải tự tay dọn bên tớ á? Xin chào, vâng, tớ cần anh sửa phòng giùm tôi. Chào cô, tôi là người lau dọn cô mới gọi. Oh, hả? Chờ chút nào, nhìn giống Liam quá vậy. Nói chung là, anh kia, tôi cần anh dọn dẹp nguyên khúc này. Cứ để đấy tôi, đơn giản như đang giỡn. Chả hiểu anh này làm sao nữa. Nhưng thôi, được việc là tốt. Có vẻ mình phải dọn dẹp đống rác này. Xin lỗi thưa quý cô, tôi dọn xong rồi đấy. Phải nhờ, tiền nữa. Chả hiểu sao ai cũng cần tiền ý. Nhưng nói chung là tiền anh đây, cảm ơn vì dọn giùm nhé. Muốn thêm sao? Được rồi, ổn mà. Của anh đây, vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Giờ biến đi giùm, tôi phải gọi điện nữa. Chuẩn, đặt ở đằng kia nhé. Hoàn hảo, đúng ý mình luôn. Giờ anh đi được rồi. Làm xong rồi hả bố? Trông xinh đó. Ui, tớ kiểu mày đâu có ngu. Ê, cháu xin nhá anh bạn. Cậu còn chưa hỏi xin lúc nào. Điền cả tiết cái tên này. Sợ quá cơ. Không sao kẹp, để tớ lo. Không ai được gây sự với bạn tôi. Sophia, tớ có trò hay với tên này rồi. Tớ không hiểu. Sophia, đôi giày ngầu phết nhở. Chúc may mắn khi giày bị dính vào cái bàn này. Quá xuất sắc. Cậu đi đâu đấy? Xong rồi, xem nhé. Ê, muốn đùa với tớ không? Lên, mũ tớ, trả đây. Wow. Hả? Thôi xong, chuyện gì thế kia? Là tại mình sao? Giỏi phá hoại đấy anh bạn. Chúc may mắn lần sau. Nhưng mình đã chi rất nhiều tiền để sơn rồi. Vâng, cứ gửi đến đây dùm tới nhé. Này, đây là cái kệ anh mua đó. Cảm ơn nhé. Đồng phục trông đẹp phết. Chuẩn, có lẽ sẽ có ích đấy nha. Xin phát. Quần áo của mình, chạy lẹ thôi. Chỉ cần cái này nữa thôi là ngon lành. Giờ mình đã sẵn sàng rồi. Mình phải đặt ngang cái kệ này lên sàn nhà mới được. Hoàn hảo, giờ lấy thêm vài cái kệ nữa nào. Chào bạn Hiền nhé. Mang lại đây dùm tớ với. Tôi mang cái nệm anh đặt tới này. Này, cậu là ông khách hồi nãy mà. Không, đừng có lấy quần áo của tôi nữa. Hả? Ôi nệm của tôi. Ok, mình sẽ đặt cái nệm lên kệ rồi sau đó là trải ra ga này. Điều tuyệt vời nhất về cái giường này là chúng ta có thể cắt tổ bên dưới. Mình thích cái gối lóng lánh này quá. Và cả cái giường nữa. Cậu thế nào rồi Tina? Mình cần phải bắt đầu làm thôi. Ôi là trời, có nệm nè. Là của tôi thấy trước mà. Thả ra và đưa đây cho tôi. Được rồi Fred, chúc một ngày tốt lành nhé. Về lại phòng này, giống y chang hồi nãy luôn. Mình phải bắt tay vào làm thôi. Mình cần để mấy cái hộp này bên cạnh nhau. Thế là xong, mình làm một cái giường từ nệm rồi này. Free đấy nha. Và giờ là cái nệm, một cái ga xịn và một cái chăn màu đỏ nữa. Chưa hết đâu nha, mấy cái gối màu sắc này sẽ thêm sự tương phản nữa. Wow, tuyệt lắm hai bạn. Phòng của hai cậu đã bắt đầu thành hình rồi kìa. Hình như Matthew đang ngủ ngon. Cứ để đấy tớ. Tớ dậy rồi này. Tina ơi, tớ rất thích bảng màu ở bên của cậu đấy nha. Hả? Ôi trời, có một người đàn ông trên cái giường ấy kìa. Tiết này chán khủng khiếp luôn. Thông báo gì đây ta? Chán không chịu nổi nữa rồi. Nghe đây cả lớp. Các em biết đến giờ gì rồi không? Ôi không, đừng mà. Tập thể dục nào. Đã đến lúc chạy nhảy và để tim đập thật nhanh rồi các em. Quá trời mệt mỏi luôn. Đúng rồi, tiếp tục đi. Tập mạnh mẽ lên nào. Ủa, thầy mới ngồi xuống sao? Tại sao chúng mình lại phải tập chứ? Này, không được dừng nhá, đồ chậm chạp. Rô, muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Con trẻ khỏe dẻo dai thì tập cho chăm vào. Chuẩn, đúng rồi,
tập hết sức cho thầy. Thầy ơi, vào phòng nghỉ giáo viên uống cà phê ăn bánh đi. Tuyệt quá, các em cứ tập tiếp đi. Đợi thầy chút. Thầy đi rồi sao? Tạ ơn trời đất. Nè, chúng ta cùng chung chí hướng phải không? Phải bắt thầy trả giá thôi. Phew, cũng mất công ghê. Chắc chắn thầy sẽ thích lắm cho mà xem. Bánh nướng ngon bá cháy luôn. Này, đồ lười biếng, các em đang làm gì thế hả? Sao lại ngồi? Ôi giời ơi, cái gì vậy? Sao lại thế này được? Dã man, thầy kẹt cứng trong ghế rồi. Không còn quy củ gì nữa. Đứng dậy tập cho thầy. Rõ ràng là buồn cười nhờ. Sao cô ấy ngồi vừa vào đó chứ? Các trò tưởng mình danh ma lắm sao? Cấm dùng điện thoại trong giờ của tôi. Thầy làm mất cả hứng. Rồi sau này tụi nhỏ sẽ biết ơn mình. Cứ đợi đấy. Khó nhằn luôn. Kevin, thầy còn chán hơn tụi mình nữa kìa. Quẩy lên. Oh yeah, son đâu, ra tay. Hay lắm. Lên đi, tụi mình phải thật kẽ khàng. Thầy ngủ say rồi à? Ôi không. Cậu đỡ bên đó đi. Cẩn thận. Chỉ vài đường cờ bạc. Cá là nhột lắm. Được rồi, đặt đầu thầy trở lại đi. Chuẩn, không cần chỉ. Tuyệt, hay lắm, đi thôi. Tụi mình quá cừ. Trật tự ngay cho thầy. Hai em nhìn cái gì thế hả? Các em phải chuẩn bị kỹ câu hỏi cho bài kiểm tra. Đừng cười, ngầu đi. Muốn cá xem ai sẽ ăn hết trước không? 1, 2, 3, go! Ông ơi, đưa hàng nào? Đuổi cái nè! Kevin đang dân lận à? Chúng ta sẽ biết ngay thôi! Ủa, dưa hấu tự tái sinh được hả? Sao có thể thế được? Trêu ghẹo bạn bè là thế đấy! Đừng bao giờ đánh giá thấp nhau nhé! Tiếp tục theo dõi để khám phá những thú lừa đỉnh nhất thôi! Nhìn em yêu mình kìa, cứ ngây thơ ngồi đó, chả hay biết gì cả. Hù nè. Chắc em sợ lắm ha, nhìn cái mặt là biết ngay đó. Quá đáng thật, dám dọa mình thế à? Uống cà phê và ăn bánh cái nào. Đi nhẹ, bước khẽ thôi và... Hù nè. Em lại giật mình rồi kìa, trò này vui thật đó. Cái ông này bị khùng cái gì vậy? Lần sau em yêu sẽ giật mình thon thót cho mà xem. Ờ, cái tên đó, mình thấy anh ấy trong gương rồi. Giờ chính là cơ hội để dạy cho anh yêu một bài học với mấy món dụng cụ làm đẹp này rồi. Mình sẽ kẹp mi cong như bình thường thôi. À, ui, lông mi của em đứt hết cả rồi nè. Rụng hết lông mi rồi hả? Anh ấy ngất luôn rồi. Đáng đời tên đáng ghét. Được rồi, có ai muốn lên bảng thử làm bài không? Yes, đừng nhìn tụi em. Không, đừng mà. Mình không thể chịu nổi áp lực này. Không thể. Jared, em á. Cố lên bro. Của em đây. À ha. Để em thử ạ. Cô ơi, bút hết mực hay sao ấy ạ? Ừ, thế thử đồng bút này đi. Ôi, thế thì tiện quá. Chắc em sẽ thử lại xem sao.
Kevin, dê, cứu, tớ chết toi mất. Của cậu đây. Hả? Quả cam á? Bắt lấy. Ups, từ sao? Trông thế này nhở? Mình cảm nhận được nhịp điệu. Quẩy lên cam ơi. Sao phải làm gì với quả cam? Mở và xoa. Mở và xoa. May mà quả này mọng nước. Mỏi hết cả tay rồi đây. Giờ sao ta? Thưa cô Hoa, em vẫn không biết được ạ. Đó ạ. Chắc chắn là bút hỏng rồi. Để cô xem nào. Không biết được à? Lạ thế. Ừ thôi, về chỗ đi. Cậu cứu tớ một màn thua trông thấy. Nào các em, đổi sang dùng phấn nhé. Không.